Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 361, không thông qua. Một, đây chính là thanh ưng thú cao ngạo vô cùng. Ta vì thuần phục nó, đặc biệt leo lên đỉnh núi cao vút trong mây, tự mình chém giết rắn lớn ích huyệt cảnh, cho nó ăn đêm đó còn tìm nước tuyết, tới tắm rửa cho nó. Cho dù như vậy, nó cũng chỉ đáp ứng cùng với nàng đi sát hạch, không tính là thuần phục. Hiện tại thì hay rồi, bị đánh một trận lại cúi đầu, nhất là biểu tình bộ dạng nịnh nọt vẻ mặt lấy lòng trời ạ à đây là cái quỷ gì mạc vũ chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu toàn thân đều cảm giác không tốt lắm đây chính là man thú của nàng đã đáp ứng thuần phục hiện tại lại ghé vào trước chân của người khác biểu tình đầy vẻ lấy lòng nàng buồn bực sắp nội thương chu cẩm hoàng chu tuyên mới vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt tự tin lúc này lại giống bị người tát một cái gương mặt nhăn nhó sắp muốn khóc đánh một trận lại chủ động khuất phục. Có đúng là nhìn nhầm hay không? Hai người các ngươi, bọn họ đang phiền muộn, lại nhìn thấy khuôn mặt mạc vũ tiểu thư giống như hàn băng nhìn lại, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Là các người nói, hắn thuần phục không được. Ta. Audio điện tử võ tấn bền. Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên đồng thời run rẩy. Mới vừa rồi là bọn họ khuyên mạc vũ tiểu thư, nhưng lại thanh ưng thú, để cho đối phương thuần phục một chút. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể khiến cho hắn xấu mặt, nhưng nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả này. Mạc tiểu thư, đừng có gấp, ta cảm thấy là thanh ưng thú bị đánh suốt ruột, cố ý tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ. Một lát nữa nó khẳng định vẫn sẽ phản kích. Khóe miệng giật một cái, Chu Cẩm Hoàng vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy, man thú thực lực giống như thanh ưng thú đã có trí tuệ của mình nhất định là cảm thấy không phải đối thủ của người này trước tỏ ra yếu kém sau đó tìm cơ hội báo thù chu tuyên cũng nói chỉ có điều còn chưa nói hết lời hắn liền nghe được đoàn người ồ lên hắn vội vàng nhìn lại chỉ thấy trương huyền nhỏ một giọt máu vào yết hầu của đối phương dĩ nhiên hoàn thành quá trình khế ước thu thành lập khế ước vẻ mặt thanh ưng thú thỏa mãn ghé vào trước mặt trương huyền đầu không ngừng cọ cọ vào y phục của hắn Giống như là một con mèo lười vừa ăn hết thức ăn, đối với chủ nhân tràn ngập lưu luyến không muốn xa rời. Đây chính là cố ý cầu xin tha thứ, phản kích mà các ngươi nói sao? Mạc Vũ tiểu thư tức giận, sắc mặt đỏ lên, một cước đạp tới. Hai người bị đá liên tục lăn bổ nhào. Các ngươi ai đã nhìn thấy cố ý cầu xin tha thứ, ngay cả khế ước cũng chủ động ký? Các ngươi ai đã từng thấy, man thú muốn báo thù có bộ dáng này? Mạc phố Tiểu Thư chỉ cảm thấy hít thở dồn dập phổi đều sắp muốn nổ tung. Thế nào nàng lại tin tưởng hai người này, đưa thanh ưng thú cho đối phương thuần phục. Hiện tại đã ký kết khí ước, cho dù muốn cứu vãn, cũng kéo không về được. Trong lòng nàng phẫn nộ, đồng thời cũng đầy chấn động kinh ngạc. Đến cùng hắn làm sao làm được. Vừa rồi toàn bộ quá trình đối phương thuần phục, nàng đều nhìn kỹ. Chọc cho thanh ưng thú tức giận, sau đó đánh một trận tơi bời đứng ở trước mặt lặng lẽ nói gì đó, vỗ vài cái ở trên người nó. Sau đó, thái độ của Thanh Ưng thú lại phát sinh biến hóa, từ biểu tình phẫn nộ trước đó biến thành kinh hoàng và hưng phấn. Sau đó, lại thần phục. Lẽ nào? Không sai. Nhất định có liên quan đến việc hắn nói gì đó. Nếu không, thái độ làm sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Chỉ là, hắn đến cùng nói gì, có thể khiến cho Thanh Ưng thú vốn vô cùng phẫn nộ hận không thể giết hắn, thái độ lập tức biến hóa. Như thế nào, ta nói không sai chứ, đây là thủ đoạn của trương huyền tiền bối, phương pháp đánh thuần thú. Chỉ cần là man thú, bị hắn đánh cho một trận, sẽ cam tâm tình nguyện thuần phục. Vân Đào cười ha ha một tiếng. Vừa rồi các ngươi không phải nghi ngờ sao, hiện tại tận mắt nhìn thấy được chứ. Thật sự đánh một trận, khiến thanh ưng thú thần phục. Đây chính là man thú của mạc vũ tiểu thư, làm sao có thể ta cũng không hiểu, đánh man thú, trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng làm, đều lấy kết thúc thất bại. Thế nào hắn đánh một trận lại thuần phục? Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ba thuần thú sư lớn, từng người đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Chuyện sử dụng man lực đối với man thú, đánh một trận tơi bời, cũng không phải không có thuần thú sư trải qua. Nhưng, những hành động này không những không thu được sự thuần phục của đối phương, còn chọc cho đối phương nổi giận, tuyệt thực mà chết. Những ví dụ thất bại, chỗ nào cũng có, không nói ai khác, ngay cả bọn họ cũng đã trải qua. Chính vì vậy, trước đây lúc Vân Đào nói, bọn họ không thể nào tin được. Thật không nghĩ tới, lại là sự thật. Trương Huyền đánh một trận, còn man thú này lại thật sự khuất phục. Đây là thanh ưng thú cao ngạo không kềm chế được, dòng rủi tận chân trời sao. Thế nào bây giờ nhìn lại, giống như chó nhật, lắc lắc đuôi đáng khinh như vậy. Bọn họ còn không thể tin được đã thấy Trương Huyền vừa ký hết khí ước xong, đi tới. Phong đường chủ, hai vị thuần thú sư, ta hiện tại xem như là qua cửa ải sao. Cái này, phong đường chủ tỉnh táo lại. Khủ khủ, tạm thời không vội, chờ đo mức độ trung thành mới có khả năng biết là thông qua hay không. Tuy rằng thoạt nhìn con thanh ưng thú này là thần phục, nhưng vẫn phải đo lường một chút. Thứ nhất là vì công bằng chính trực, thứ hai, bọn họ cũng muốn xem thử một chút, con thanh ưng thú này rốt cuộc có phải là thật lòng thật ý thuần phục hay không nếu như không phải thật tâm thật lòng bay trên trời cao lại rất nguy hiểm thử đi trương huyền vẻ mặt không để ý nói hắn đối với con thanh ưng thú này có tự tin tuyệt đối dĩ nhiên không phải mọi người thấy như vậy đánh một trận nó lại khuất phục khi nó công kích mình trong đầu lại hình thành quyển sách chỉ nhìn một tờ trương huyền lại hiểu rõ chỗ thiếu hụt của nó sau đó tiến hành lợi dụng, tùy tiện nói vài câu, lại rót chân khí tinh thuần nhất của hắn vào trong cơ thể đối phương, hỗ trợ tinh lọc huyết mạch, gẩy to thêm mứt táo, không thần phục cũng khó khăn. Chân khí thiên đạo của hắn đối với việc man thú thăng cấp có hiệu quả và tác dụng cực lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh lọc huyết mạch, bất kỳ một loại man thú nào cũng từ chối không được. Hoặc là bị giết, hoặc là theo hắn, nâng cao thực lực. Cho dù man thú có ngốc, cũng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác chương 362, không thông qua. 2. So với huyết mạch thăng cấp, thực lực tăng cao, cái gọi là thức ăn ngon, lấy lòng, tất cả đều không tính là gì cả, yếu khủng khiếp. Ông, lô thú sư cầm tới thủy tinh vấn tâm, tiến hành kiểm tra đối với thanh ưng thú trước mặt. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng cũng một lần nữa đứng dậy, trở lại trước mặt Mạc Vũ công chúa. Mạc Vũ tiểu thư, tiểu thư yên tâm, cho dù ký kết khế ước lại thế nào, Thanh ưng thú là bị đánh khuất phục, khẳng định mức độ trung thành rất kém cỏi, tối đa 31. Chỉ có 31, tiểu thư là 30, sau này thuần phục lại lần nữa, cũng chưa chắc có thể biết được. Hai người thoải mái. Tuy rằng hoàn toàn thuần phục thâm sâu hơn so với thuần phục sơ cấp, nhưng mức độ trung thành 30 và 31, khác biệt không lớn. Sau này chỉ phải cố gắng lấy lòng, chuẩn bị nhiều thứ tốt một chút, khó bảo đảm thanh ưng thú sẽ không phản bội man thú suốt đời chỉ nhận thức một người chủ nhân, đó cũng là đối với người. Lời đồn đại nói một vài thuần thú sư lợi hại, nói mấy câu thì có thể làm cho thú sủng phản bội. Cho dù ký kết khế ước cũng không được. Cũng có vài thuần thú sư lợi hại, cũng có thể thuần phục thú sủng của người khác. Không nói gì khác, thanh ưng thú trước đó không phải đã thuần phục mạc vũ tiểu thư sao. Thế nào cũng trở mặt. Nếu có thể phản bội đầu nhập vào trương huyền này, lại phản bội qua, cũng không phải không có khả năng. Tối đa 31, cơn giận của Mạc Vũ Tiểu Thư còn sót lại chưa tiêu. Đúng vậy, đánh một trận nhận được thuần phục, có thể có mức độ trung thành bao nhiêu. Cái này còn cần nghĩ. Chu Cẩm Hoàng cười lạnh, còn chưa nói dứt lời, đã cảm thấy cánh tay căng thẳng. Thế nào? Hắn quay đầu nhìn lại, mới nhìn thấy người kéo hắn chính là Chu Tuyên. Người xem, môi Chu Tuyên run rẩy. Tuận theo phương hướng ngón tay hắn chỉ nhìn lại, Chu Cẩm Hoàng liếc mắt thoáng nhìn, lời muốn nói lại nghẹn ở trong miệng. Hắn cũng cảm thấy muốn khóc. Chỉ thấy cách đó không xa, trên thủy tinh vấn tâm, một nhóm chữ chậm rãi hiện lên. Mức độ trung thành của thanh ưng thú đối với vị trương huyền này, biểu hiện ở phía trên 45. Hoàn toàn thuần phục, cảnh giới cao nhất. Lặng ngắt như tờ. Mọi người xung quanh đều há hốc miệng. Thật ra, không riêng bọn họ nghĩ như vậy những người khác cũng cảm thấy đánh thanh ưng thú ép buộc thuần phục, mức độ trung thành sẽ rất thấp. Nhưng, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, tự nhiên trực tiếp đạt tới 45. Đây chính là mức độ trung thành hoàn toàn thuần phục cao nhất. Vô số thuần thú sư, cả ngày cùng man thú ăn ở, cùng nhau sinh hoạt, cũng không đạt được. Đánh một trận lại đạt được. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới quan bị hoàn toàn phá vỡ. Như vậy tính là thông qua. Nhìn thấy được con số 45, Trương Huyền cũng không ngờ tới. Hắn mỉm cười nhìn về phía Phong Đường chủ. Cửa thứ nhất sát hạch lý luận, trả lời hoàn thành không sai. Cửa thứ hai dễ dàng thuần phục thanh ưng thú, đồng thời mức độ trung thành đạt được 45. Phong Đường chủ gật đầu. Ta hiện tại tuyên bố, Trương Huyền thông qua sát hạch, chính thức trở thành thuần thú sư nhất tinh. Thấy thông qua sát hạch, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Có thân phận thuần thú sư, sau đó cưỡi man thú bay, lại có thể miễn phí. Khoan đã." Phong đường chủ vừa dứt lời, tiếng của một người vang lên. "Thế nào Mạc thú sư?" Phong đường chủ nhìn qua, người nói chính là Mạc Vũ tiểu thư. Nàng hiện tại đã thành thuần thú sư chính thức, xưng hô Mạc thú sư là một sự tôn trọng. "Ta có dị nghị, ta cảm thấy hắn không thông qua sát hạch, không tư cách trở thành thuần thú sư chính thức." Mạc Vũ tiểu thư bước lên trước, nói À, phong Đường chủ nhướng mày. Sát Hạch thuần thú sư, phải thuần phục man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình mới tính thông qua. Vừa rồi, vị Trương Huyền này tuy rằng không lộ ra tu vi đến cùng là cao bao nhiêu, nhưng có thể dễ dàng đánh bại Thanh Ưng thú, nói rõ thực lực khẳng định mạnh hơn so với nó, sợ rằng đã đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong. Mạc Vũ tiểu thư lạnh lùng cười. Nói cách khác, hắn thuần phục Thanh Ưng thú, cũng chỉ là thuần phục thực lực thấp hơn so với bản thân nên không thông qua chuyện này nghe nói như thế phong đường chủ lại do dự đúng là như thế muốn sát hạch man thú nhất định phải thuần phục thực lực mạnh mẽ hơn so với mình đám người chu tuyên chu cẩm hoàng vân đào đều tuân thủ quy định này vị trương huyền trước mắt này trong trận chiến đấu vừa rồi sử dụng cơ bản đều lực lượng thân thể không biểu diễn đến cùng tu vi cao bao nhiêu lại có thể dễ dàng đánh bại thanh ưng thú tất nhiên thực lực mạnh hơn nó dựa theo trình tự bình thường là không tư cách trở thành thuần thú sư chính thức ngươi nói thuần phục man thú thấp hơn so với thực lực của mình không có cách nào trở thành thuần thú sư chính thức trương huyền nhìn qua đúng mạc vũ hử lạnh vậy nếu như con thanh ưng thú này không phải là thông huyền cảnh mà là nửa bước tông sư cảnh có phải ta lại thông qua hay không trương huyền nói đó là tất nhiên mạc vũ gật đầu Tuy rằng nàng không biết thực lực thật sự của đối phương, nhưng cũng biết khẳng định không đạt được nửa bước tông sư. Vậy là tốt rồi. Gật đầu, Trương Huyền quay đầu lại nhìn về phía thanh ưng thú cách đó không xa. Được, đến phiên ngươi. Thu, kêu to một tiếng, thân hình cao lớn của thanh ưng thú đột nhiên liên tục tăng lên. Một lực lượng cường đại ở bên trong thân thể trong nháy mắt bạo phát. Chương 363, ngươi là danh sư. Một, Ầm ầm thanh ưng thú giống như là một quả bom sắp nổ, trong cơ thể phát ra âm thanh giống như nước sôi vậy. Bên ngoài thân rất nhiều huyệt đạo không ngừng chấp hiện, giống như một lực lượng dồi dào tràn ngập trong đó. Kéo kẹt, kéo kẹt, thân thể của nó vốn cao ba, bốn thước, theo những tiếng động trong cơ thể phát ra, hình như lại tăng, trở nên càng cao lớn hơn, bộ lông đang tăng trưởng. Đây là huyết mạch man thú tiến thiên, thực lực đột phá. Đồng tử của phong đường chủ co lại lô thú sư vương thú sư hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy mỗi một người đều kích động trên mặt sôi nổi nắm đấm không tự chủ được siết chặt huyết mạch tiến thiên đó là cái gì một người nghi ngờ nói trong phòng cũng không phải đều là thuần thú sư còn có đám người hộ vệ của vân đào chu cẩm hoàng những người này đối với việc thuần thú cũng không phải hoàn toàn hiểu được thực lực của man thú nhận một vài nhân tố ảnh hưởng Chúng ta thường gặp có ba loại, đầu tiên, tuổi. Man thú theo tuổi tác tăng trưởng thực lực cũng sẽ tiến bước, sau khi đến tuổi thành niên đạt đến cực hạn. Đây là điều bình thường nhất cũng thường thấy nhất. Thứ hai, huyết mạch, huyết mạch man thú càng cao, tiềm lực càng lớn, cho dù đến thành niên, theo thời gian trôi qua cũng có thể không ngừng tiến bộ. Thứ ba, tu luyện, một ít man thú trí tuệ cao, có thể cùng thuần thú sư tu luyện, đạt được cùng tiến bước. Một người kích động, hạ thấp giọng huyết mạch tiến thiên cũng không phải là bất kỳ một trong ba lý do này, mà là chỉ con man thú này, huyết mạch vốn cố định, đột nhiên ăn được thiên tài địa bảo gì đó, hoặc có trải qua điều gì đó đặc biệt, đột phá gông cùng xiềng xích, thăng cấp đến cấp bậc cao cấp. Huyết mạch thăng cấp, lực lượng vốn giam cầm tự nhiên cũng phá tan rào cản, đạt được cao cấp hơn khác. Loại tiến thiên này có phần cùng loại với biến dị, là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới con thanh ưng thú này không ngờ nắm giữ loại kỳ ngộ này vận khí thật tốt. Huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh, lẽ nào con thanh ưng thú này muốn đột phá đến nửa bước tông sư? Đúng vậy, một khi thành công, chẳng khác nào vị trương huyền này thuần phục một man thú nửa bước tông sư cảnh, thật sự thông qua sát hạch thuần thú sư. Nghe được giải thích, tất cả mọi người đều ồ lên. Điều này, không thể như vậy được. Mạc Vũ Tiểu Thư vừa nghi vấn về Trương Huyền, lại cảm thấy mặt đỏ lên. Nàng thật sự muốn phát điên rồi con thanh ưng thú này từng là thú sủng của nàng nàng đã điều tra hiểu rất rõ đã đến thành niên chưa từng có dùng qua bất kỳ thiên tài địa bảo nào dựa theo tình huống bình thường nó không có khả năng huyết mạch tiến thiên thực lực tăng mạnh hiện tại nó bị vị trương huyền này đánh một trận không chỉ tu vi đột phá thực lực cũng tăng đùa giỡn với ta sao sớm biết rằng nó còn có loại kỳ ngộ này nàng đánh chết cũng không để cho người khác thuần phục đây chính là man thú nửa bước tông sư cảnh. Một khi thuần phục, cùng tu luyện bí pháp, nàng đột phá đến nửa bước tông sư, cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Kết quả, lại tiện nghi cho người khác. Phiền muộn mãnh liệt để cho nàng sắp phát điên. Mạc vũ tiểu thư, tiểu thư nói, có phải người này đánh một trận, trùng hợp khiến cho huyết mạch của thanh ưng thú nhận được tiến thiên, mới đưa đến thực lực đột phá hay không? Chu Cẩm Hoàng không nhịn được nói. Không có khả năng mạc phố tiểu thư còn chưa lên tiếng chu tuyên một lần nữa lắc đầu man thú huyết mạch tiến thiên trên cơ bản đều dùng thiên tài địa bảo hoặc tinh huyết man thú cường đại lưu lại khiến cho huyết mạch trong cơ thể trở nên càng tinh thuần hơn làm sao có thể đánh một trận liền đột phá huyết mạch thăng cấp chú ý cơ duyên lớn bất kể thiên tài địa bảo hay tinh huyết man thú cường đại đều phải phù hợp hoàn mỹ với con man thú này mới được xác suất thành công vạn phần không tồn tại một phần Bị người đánh một trận, huyết mạch cũng thay đổi. Đua gì vậy? Chu Tuyên nói không sai. Cho dù tiểu tử kia có chút bản lĩnh, có chút kỳ ngộ, cũng không có khả năng đánh một trận, khiến huyết mạch của Thanh ưng thú trở nên tinh thuần. Giải thích duy nhất là trước đó Thanh ưng thú dùng cái gì đó, vừa vặn vào lúc này đưa đến hiệu quả. Mạc Vũ Tiểu Thư khen ngợi Chu Tuyên, gật đầu, nói ra suy nghĩ của riêng mình. Nếu như ta đoán không sai, có thể là trước khi tới ta cho nó dùng một gốc cây kinh hồn hoa. Nghe nói thứ này là đại bổ đối với thanh ưng thú. Ta đặc biệt dùng rất nhiều tiền mới mua được, chính là vì để thuần phục nó. Nhớ tới giá trị của kinh hồn hoa, nàng lại cảm thấy đau lòng. Khi nàng đang nghiến răng nghiến lợi, lại thấy Vân Đào đi tới trước mặt, trong miệng không ngừng nói thầm. Không hổ danh là Trương Huyền Tiền Bối, chỉ cần man thú bị hắn đánh, huyết mạch đều sẽ tiến thiên. Trước đó con báo kim thân thiết tiến vân điện cổ tước đều như vậy ta vốn tưởng là trùng hợp không nghĩ tới con thanh ưng thú này cũng đột phá Ngươi nói cái gì nghe được lời hắn nói lời mạc vũ tiểu thư muốn tiếp tục nói lại bị nghẹn ở trong họng nàng trợn tròn hai mắt không nhịn được nhìn qua a à, không nói gì chỉ nói là trương huyền tiền bối lợi hại trước đó con báo kim thân thiết tiến của hắn các ngươi cũng thấy được chỉ có thực lực ích huyệt cảnh mà bây giờ đã là thông huyền cảnh vân điện cổ tước trước chỉ có thực lực ích huyệt cảnh sơ kỳ hiện tại đã đạt được trung kỳ đều là bởi vì bị trương tiền bối đánh một trận vân đào nghiêm túc nói bị đánh một trận không chỉ khuất phục huyết mạch còn tiến thiên đám người mạc vũ tiểu thư chu cẩm hoàng chu tuyền đưa mắt nhìn nhau cảm giác phát điên thế nào cảm giác hắn nói những điều này lại không thể tưởng tượng nổi như thế nhất là mạc vũ tiểu thư vừa rồi nàng nói khoác không biết ngược nói thanh ưng thú đột phá bởi vì kinh hồn hoa của nàng hiện tại lại nghe nói như thế chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa cũng sắp bị vỡ nát nàng là ai thiên kiêu trong thế hệ thiên tài tuyệt đỉnh trong toàn bộ thú đường thậm chí thiên vũ vương quốc cũng có danh đánh giá thuần thú là nhất tinh khiến cho tất cả mọi người buồn bã không ánh sáng thời điểm nàng đang đắc ý nhất người này không chỉ thuần phục được man thú của nàng còn đánh một trận khiến cho nó đột phá. Ngươi là cố ý tới đánh vào mặt ta phải không? Nếu không, ta lại hoài nghi, ngươi tới vì cái gì? Ầm ầm. Mọi người chấn động kinh ngạc thì chấn động kinh ngạc, phát điên thì phát điên, lúc này khí tức của thanh ưng thú bay lên, cuối cùng cũng ngừng lại. Hình thể của nó so với vừa rồi đã tăng lên một vòng, đạt được khoảng 4 năm thước cao, khí tức cũng càng thêm hùng hậu. Móng vuốt lớn nhẹ nhàng nắm chặt, tảng đá trên mặt đất lại xuất hiện vết nứt nửa bước tông sư, chương 364, người là danh sư? Hai. Con thanh ưng thú này không ngờ thật sự đạt tới nửa bước tông sư cảnh. Ba vị, lần này ta xem như là thông qua sao? Trương Huyền khẽ cười. Thông qua? Ba vị thuần thú sư đồng thời gật đầu. Như vậy cũng không thông qua, vậy thế nào mới gọi là thông qua? Lại nói, trong lòng bọn họ cũng nghẹn một bụng nghi ngờ. Mạc Vũ tiểu thư không nhìn ra nhưng bọn họ là thuần thú sư nhị tinh, lại có thể nhìn thấy rất rõ, hiểu rất rõ, thanh ưng thú mặc dù huyết mạch có thể tiến thiên, tất nhiên có liên quan đến người thiếu niên này. Khiến cho huyết mạch man thú tiến thiên, thật sự muốn man thú gì cũng có thể làm được, tuyệt đối là chuyện lớn chấn động toàn bộ thú đường. Nghĩ vậy, phòng đường chủ không nhịn được ôm quyền. "Trương thú sư, ta vừa vặn có một việc còn muốn hỏi." "Ta biết ngươi muốn hỏi gì, có phải cảm thấy kỳ quái?" vì sao con thanh ưng thú này lại đột nhiên huyết mạch tiến thiên thực lực tăng mạnh hay không trương huyền nhìn qua vâng phong đường chủ không nhịn được nói nghe được hai người đối thoại những người khác cũng đều đồng loạt nhìn qua đánh cho thanh ưng thú một trận nó không chỉ thuần phục huyết mạch còn tiến thiên nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn họ cũng không thể tin được tất cả mọi người muốn biết đến cùng có chuyện gì xảy ra rất đơn giản ta sử dụng tinh huyết của vân điện cổ tước làm mùi dụ khiến cho nó thuần phục sau đó cho nó dùng tất nhiên cũng đột phá trương huyền nói giúp man thú đột phá quá mức kinh thế hải tục nếu như cho người khác biết chân khí của hắn có thể làm được phiền phức khẳng định không ít cho nên trực tiếp đổ lên trên người vân điện cổ tước dù sao có tiền lệ nuốt vào huyết mạch tinh thuần đột phá thực lực vân điện cổ tước làm thú thượng cổ còn sót lại huyết mạch tinh thuần. Thanh ưng thú tuy rằng hình thể to lớn, cũng là một loại chim. Hai bên có lẽ có thể tương thông. Về phần ai muốn thử một chút, ăn chết cũng đừng trách mình. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, Vân Điện cổ tước là man thú của Vân Đào. Người khác cho dù tìm, cũng không tìm được trên đầu mình. Người này nếu như nhận được thú thưởng cổ còn sót lại do mình đưa tặc, bất kể nói thế nào cũng phải giúp mình võng một phần oan ức. Thì ra là thế nghe được giải thích của hắn đám người phong đường chủ liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu xem ra cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được bằng không đánh một trận đã đột phá bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu là vân điện cổ tước nghe được giải thích mạc vũ tiểu thư cũng bừng tỉnh hiểu ra càng hối hận hơn sớm biết rằng vân điện cổ tước có thể giúp thanh ưng thú thăng cấp huyết mạch nàng chắc hẳn nên sớm đi làm tốt quan hệ mà không phải như bây giờ, đối phương thuần phục man thú của nàng. Hiện tại, nàng lại cái gì cũng không có. Man thú đều bị đối phương hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành còn đạt được 45. Cho dù trước đó nói là mượn, chắc hẳn cũng là một lần mượn không trả về. Có thể nhận ra Vân điện cổ tước lại có nhiều thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ? Đột nhiên nhớ tới cái gì, Mạc Vũ tiểu thư do dự một lát, nhấc chân đi về phía Trương Huyền. Đáng giận thấy thần sắc nàng biến hóa tới biến hóa đi, sau đó trực tiếp đi tìm Trương Huyền kia, Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng siết chặt nắm đấm. Tất cả hào quang của bọn họ đều bị người này che phủ. Không cần suy nghĩ, Mạc Vũ tiểu thư nhất định là động tâm. Nghe nói tiểu tử này là từ Thiên Huyền Vương quốc tới, không có thế lực và căn cơ gì. Nếu thật sự không được, Chu Cẩm Hoàng làm một động tác giết người. Vân Đào cùng bọn họ cạnh tranh, đối phương là vương tử, bọn họ không dám thái quá nhưng tiểu tử này lại khác chỉ là một nhân vật nhỏ không có thân phận bối cảnh gì mà thôi không tính là gì cả tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của đối phương nhưng làm vương tử điện hạ tìm mấy thuộc hạ lợi hại vẫn làm được dễ dàng có thể chu tuyên cũng cắn răng ngày hôm nay bị một tiểu tử không rõ đánh vào mặt không báo thù khó giải được mối hận trong lòng phía sau không có thế lực gì không có bối cảnh gì lại dám đắc tội hai vị vương tử mình tuyệt đối là tự làm bậy không thể sống. Hai người đang thương lượng xem tìm cơ hội giết chết Trương Huyền thế nào, Mạc Vũ Tiểu Thư đã đi tới trước mặt hắn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua, không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lợi dụng huyết mạch của Vân Điện cổ tước giúp thanh ưng thú đột phá, chỉ là một điều kiện trong đó. Chủ yếu nhất còn có một nguyên nhân khác, nếu như ta không nhìn lầm, người chắc là một vị danh sư. Danh sư, Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng đang thương lượng xem nên giết người như thế nào, nghe vậy toàn thân run lên một cái, đồng thời khóc xong. Hai người bọn họ ngu xuẩn, không ngờ muốn ám sát một vị danh sư. Lá gan phải lớn tới mức nào? Trời ạ, à, không phải nói không có bối cảnh gì sao? Bối cảnh này có thể còn lớn hơn so trời. chương 365, có thú bệnh nặng một. Danh sư được nghiệp đoàn giáo sư và danh sư đường bảo vệ, đừng nói ám sát, cho dù có người xúc phạm, cũng rất có khả năng bị phong sát. Lệnh phong sát của bọn họ, uy lực cực lớn, vô số thế lực, cao thủ đều sẽ tôn sùng, đừng nói một vương quốc nhị đẳng nho nhỏ, cho dù loại vương quốc nhất đẳng như Thiên Vũ vương quốc gặp phải, sợ rằng cũng sẽ không kiên trì được bao lâu, lại sụp đổ. Có thể nói, thật sự muốn tập kích bất ngờ một vị danh sư, sau khi bị danh sư đường điều tra ra, không chỉ bọn họ sẽ chết, ngay cả vương quốc phía sau cũng sẽ gặp phải liên lụy đây chính là sự đáng sợ của danh sư. Chức nghiệp đệ nhất thiên hạ, không chỉ không cho phép sỉ nhục, lại càng không cho phép không tôn trọng. Dám không tôn trọng danh sư, cần gì quan tâm ngươi là quốc vương gì, tông chủ gì. Cho dù thực lực cường thịnh hơn nữa, địa vị cao tới đâu đi nữa, dưới một lời của danh sư đường, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Có lời đồn đại, một quốc vương của phong hào vương quốc, đùa dẫn một vị mỹ nữ danh sư, chọc cho nàng giận dữ, ngay cả danh sư đường chưa từng vận dụng, ở chỗ giảng bài 7 ngày, đưa tới vô số cao thủ. Nàng ra lệnh một tiếng, lại bắt sống vị quốc vương này, điên cuồng đánh đến chết. Lão tổ của vương quốc này, thực lực cường đại, rõ ràng có thể ngăn cản, cũng không dám ra tay. Cái này cũng vì không có cách nào, quốc vương chết, có thể một lần nữa lựa chọn, vương quốc một khi diệt phong, cái gì cũng không có. Danh sư nắm giữ không biết bao nhiêu đệ tử, chỉ điểm một lần, lại có nghĩa nửa sư đồ, nhiều giống như ong vỏ vẽ. Một khi đụng vào, không chết cũng tàn phế. Ám sát danh sư, nói thật, cái đó và chán sống đâm đầu tìm chỗ chết không khác nhau chút nào. Đám người chu cẩm hoàng khiếp sợ đến mức run rẩy những người khác vốn có loại tâm tư này, cũng lập tức ép ý nghĩ này xuống. Danh sư, không nghĩ tới vị mạc vũ tiểu thư này sẽ nghĩ như vậy, trương huyền lắc đầu. Ta bây giờ còn không phải, hắn bây giờ có được thân phận ba sư liên hợp tán thành, chỉ là lợi hại hơn học đồ một chút mà thôi, còn không có sát hạch, tất nhiên cũng sẽ không là danh sư. Không phải, mạc vũ tiểu thư ngẩn người, vốn tưởng rằng đối phương là danh sư, mới lợi hại như vậy, các loại thủ đoạn vô số. Không ngờ không phải, không phải, cái này quá tốt, chỉ cần còn không phải, giết chết không thương lượng. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng vốn đang lo lắng không thôi, Nghe được hắn không phải là danh sư, thở phào nhẹ nhóm, tâm tư lại trở nên sống động. Chỉ có điều, còn không có sinh động được bao lâu thời gian, bọn họ nghe được giọng nói của Trầm Bích Như vang lên. Trương lão sư tuy rằng không phải danh sư, nhưng là đại sư huynh của Lưu sư, trang sư Bắc Vũ Vương quốc cùng Trịnh sư của Hàn Vũ Vương quốc. Sư huynh của danh sư. Hai người nhìn nhau, lần này thật sự khóc. Đều là vương quốc nghị đẳng, danh tiếng của ba vị danh sư này cực lớn xem như là một nhóm người đỉnh phong nhất. Bọn họ làm sao không biết? Sư huynh của ba người bọn họ, cho dù không phải danh sư, địa vị so với danh sư còn cao hơn nữa. Còn giết chết không thương lượng sao? May là chưa có động thủ, nếu không, đối phương giết chết hai người bọn họ, thật sự không thương lượng. Lưu sư của Bắc Phú Vương Quốc, ta biết, cũng gặp qua một lần. Ta từng ở môn hạ nhị tinh khương thư danh sư nghe giảng bài, thuộc về nửa môn sinh, ngươi là sư huynh của hắn, lẽ nào? Nghe được trầm bích như nói, Mạc Vũ cũng ý thức được cái gì, đồng tử co lại. Không phải danh sư lại là sư huynh, mói rõ bọn họ thuộc về cùng một lão sư, có thể khiến cho danh sư cam tâm tình nguyện bái sư, sợ rằng ít nhất cũng đạt tới cấp nhị tinh, thậm chí. Càng cao hơn, học sinh thân truyền thấp nhất của danh sư nhị tinh. Loại thân phận này, so với vị công chúa như nàng, cũng chỉ cao chứ không thấp hơn. Hơn nữa, có thể được người như vậy thu nhận thân truyền nói rõ tiềm lực cực lớn thành tựu sau này có khả năng ngay cả nàng cũng rất khó so sánh được dù sao nàng tuy là học đồ của khương thư danh sư nhị tinh nhưng không phải là thân truyền biết những điều này lại nhìn về phía người thanh niên trước mắt ánh mắt nàng đầy vẻ kính trọng hóa ra là danh sư thân truyền thảo nào có thể hiểu rõ đối với thuần thú như vậy đám người phong đường chủ cũng hiểu được đồng thời gật đầu Trước đó, bọn họ cũng dự định cố gắng hỏi thăm, học một ít loại phương pháp đánh thuần thú này của Trương Huyền. Khi biết được thân phận chân chính của đối phương, liền bỏ đi ý niệm này. Thuần thú sư tuy rằng cũng là chức nghiệp trên cửu lưu, nhưng cùng loại chức nghiệp danh sư đỉnh phong nhất này vẫn có tranh lệch nhất định. Thậm chí, vị Trương Huyền này thì triển ra phương pháp đánh thuần thú, chính là tới từ vị danh sư kia. Một khi để cho đối phương biết, đám người mình muốn còn muốn hỏi thăm thủ đoạn của hắn khẳng định phiền phức không ít. So với như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp qua lại thân thiết. Đây là huy hiệu thuần thú sư nhất tinh của ngươi. Biết được thân phận của hắn, thái độ của ba thuần thú sư lớn cũng trở nên tốt hơn nhiều. Rất nhanh bọn họ lại lấy ra huy hiệu đại biểu thân phận thuần thú sư qua. Tiếp nhận huy hiệu, Trương Huyền tiện tay để vào chiếc nhẫn chữ vật, nhìn lại. Ta muốn đi dãy núi Hồng Liên, cần một con man thú bay các ngươi xem có dạng gì thích hợp. Tuy rằng thành thuần thú sư, đọc qua không ít sách tịch, nhưng chưa từng cưỡi man thú bay, có thể bay rất xa, vài ngày cũng nên. Hắn vẫn không cách nào xác nhận được. Hồng Liên Sơn Mạch, phòng đường chủ vuốt dâu tính toán một chút, nói. Thiên vũ vương quốc cách nơi này, chừng vạn cây số. Cưới con thanh ưng thú ngươi vừa thuần phục này, đại khái phải khoảng nửa tháng. Nửa tháng, Trương Huyền sửng sốt vốn tưởng rằng thanh ưng thú đạt được nửa bước tông sư, đi hồng liên sơn mạch cũng chỉ vài ngày. Không nghĩ tới vẫn cần phải lâu tới nửa tháng. Đúng vậy, con thanh ưng thú này vừa đột phá, tu vi không vững chắc. Một ngày đại khái cũng bay được 4, 5 nghìn cây số. Trong lúc đó còn cần nghỉ ngơi, không có khả năng bay suốt ngày đêm. Nửa tháng đã coi như là tốc độ nhanh nhất. Phong đường chủ nói. Chương 366, có thú bệnh nặng 2. Trương Huyền gật đầu, tuy rằng không biết thanh ưng thú có thể bay được bao nhiêu, nhưng nó vừa đột phá, sức của đôi bàn chân tất nhiên bị hạn chế. Nếu như lại phối hợp củng cố tu vi, nghỉ ngơi, quả thực phải tiêu hao không ít. Hắn có chút do dự, chợt hắn nhớ tới lời Hàn Quỳnh nói trước đó, không nhịn được hỏi. Ta nghe nói thú đường có loại thú cưỡi tia chấp, tốc độ cực nhanh. Cho dù vạn cây số, vài ngày là có thể bay đến. Không biết có phải hay không. Thú đường đúng là có thú cưỡi tia chấp, cũng chính là man thú của cường giả tông sư cảnh, có thể chở 5 người bay, tốc độ cực nhanh, có tên gọi là tia chấp. Chỉ có điều, phong đường chủ có chút do dự. Loại thú cưới cấp bậc như vậy, toàn bộ thú đường, tổng cộng chỉ có hai con. Một con trong đó đã bay đi càn huyết phương quốc, một con khác. Nói đến đây hắn lắc đầu, hai vị thuần thú sư khác cũng lộ ra một phần chán nản. Thế nào? Thấy bộ dáng này của bọn họ, Trương Huyền đầy kỳ quái con này bệnh nặng ngày hôm nay ngay cả đứng lên cũng không nổi càng chưa nói bay ta và đám người lô thú sư vừa rồi đang chẩn đoán bệnh nghĩ biện pháp trị liệu mới không có thời gian qua sát hạch để cho hồng thú sư làm thay phong đường chủ nói bệnh nặng lúc này trương huyền mới nhớ tới thời điểm vân đào vừa tới sát hạch hồng thú sư từng nói qua đám người phong đường chủ có việc tạm thời không đến được trước đó hắn còn suy nghĩ đến cùng có chuyện gì, có thể còn quan trọng hơn so với sát hạch thuần thú sư. Hiện tại, thì ra là thế. Man thú tông sư cảnh, xem như là chỗ dựa và nội tình lớn nhất của thú đường này. Nó bệnh nặng ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, khó trách bọn họ lo lắng. Bệnh gì? Trương Huyền hỏi. Đối phương bệnh nặng hay không bệnh nặng không đáng để nói. Mấu chốt là, có nó để cưới có thể giảm bớt không ít thời gian. Nghe được hắn hỏi thăm, Phong Đường chủ không nhịn được lắc đầu. Cũng bởi vì không nhìn ra chứng bệnh gì, mới không có cách nào. Ba người chúng ta đều từng chẩn đoán bệnh, thủ đoạn thuần thú sư các loại, đều dùng qua một lần, trước sau không hiểu rõ. Lô thú sư cười khổ. Chứng bệnh cũng không nhìn ra được, trị liệu thế nào? Có thể có phương pháp giải quyết hay không? Mạc Vũ tiểu thư đứng một bên, không nhịn được hỏi. Làm thuần thú sư, nghe được man thú bị bệnh nặng, ánh mắt nàng lộ ra sự quan tâm. Chúng ta đã phái người đi Bắc Phú Vương quốc mời Thanh Dương tông sư. Hắn đi tới, có lẽ có thể kiểm tra ra nguyên nhân căn bệnh." Vương thú sư nói. "Thanh Dương tông sư?" Vương thú sư nói tới chính là một vị y đạo tông sư nhị tinh duy nhất của Bắc Phú Vương quốc. Trầm Bích như nhớ tới cái gì. "Không sai, đúng là hắn. Thuần thú sư chúng ta tuy rằng cũng có một vài thủ đoạn giúp man thú xem bệnh, nhưng so với y đạo tông sư chân chính, vẫn kém hơn rất nhiều trước đó đã phái người mời chắc hẳn không bao lâu nữa hắn sẽ đi tới vương thú sư cười nói thuần thú sư tuy rằng cũng có phương pháp trị liệu căn bệnh cho man thú nhưng đều một ít bệnh trạng thông thường gặp phải chứng bệnh nghi vấn khó xử lý đều sẽ bó tay không làm gì được giống như tình trạng bây giờ tìm kiếm y đạo tông sư ra tay mới là biện pháp tốt nhất bắc phú vương thành cách nơi này cũng không xa cưỡi man thú bay qua lại còn chưa tới một canh giờ. Ngược lại chờ thì cũng chờ, bọn họ mới đến đây quan sát sát hạch thuần thú sư, gặp phải tranh chấp giữa Trương Huyền và Hồng thú sư. Nói xong về y đạo tông sư, Vương thú sư hình như đối với vị thanh dương rất có lòng tin. Hắn nhìn về phía Trương Huyền mỉm cười. Chỉ cần chữa trị xong căn bệnh, sẽ để cho nó đặc biệt đưa ngươi đi tới Hồng Liên sơn mạch, cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, cưới thú cưới tông sư cảnh, giá xa xỉ. Người cần phải sớm có sự chuẩn bị. Đại khái bao nhiêu? Trương Huyền hỏi. Dựa theo giá cả của thú đường đưa ra, đi tới địa phương xa như thiên vũ vương quốc, lại là do man thú tông sư cảnh tự mình xuất động, ít nhất phải 20 cái thú huyết thạch. Trương thú sư là nhân viên nội bộ của chúng ta, có thể giảm giá, cũng cần khoảng 16 cái. Đổi thành kim tệ thông dụng của vương quốc, đại khái khoảng 800 vạn. 800 vạn kim tệ. Trương Huyền sửng sốt, con mắt trợn tròn, Ban đầu ở Thiên Huyền Vương quốc, vì kiếm được mấy trăm vạn, trải qua các loại ngụy trang, các loại khổ cực. Bọn họ tùy tiện bay một chuyến, lại kiếm nhiều tiền như vậy. Quả thực chính là cướp đoạt. Cái này cũng không có cách nào, Man thú tông sư cảnh, cần thuần thú sư nhị tinh tự mình khống chế, lại là bay một mình, giá tiền này xem như là thấp nhất. Vương thú sư cười khổ. Man thú tông sư cảnh tuy rằng sớm bị người thuần phục, nhưng thực lực không đủ muốn khống chế gần như không khả năng, cần phải có thuần thú sư nhị tinh tự mình đi theo. Có thể đạt được loại cấp bậc thuần thú sư như vậy, thực lực đều đạt tới tông sư cảnh. Nói cách khác, vì chuyến này, cần cường giả tông sư cảnh và man thú tông sư cảnh đều xuất động, giá làm sao có thể thấp được. Phải biết rằng cường giả tông sư cảnh, ở vương quốc nhị đẳng cũng được cho là cấp bậc lão tổ. Người như thế tự mình ra sức, 800 vạn kim tệ, quả thực không nhiều lắm. Không phải nói, chỉ cần thành thuần thú sư, có thể ngồi miễn phí sao? Cố nén phiền muộn, Trương Huyền không nhịn được nói. Nghe Vân Đào nói ngồi miễn phí, hắn mới thi thuần thú sư. Kết quả còn phải mất 800 vạn, suy nghĩ một chút hắn cũng có chút buồn bực. Thành thuần thú sư là có thể miễn phí, chỉ có điều là cưới man thú dưới tông sư cảnh. Muốn cưới loại man thú cấp bậc như vậy miễn phí, phải đạt đến thuần thú sư nhị tinh mới được. Thấy hắn không hiểu, Phong đường chủ giải thích, thuần thú sư nhị tinh là có thể miễn phí sao? Trương Huyền có chút do so dự, nói tiếp, nếu như vậy, các ngươi xem cần điều kiện gì, nếu được, ta thi một chút đi. Chương 367, Thanh Dương tông Sư 1. Nếu được thì một chút. Khóe miệng đám người phong đường chủ lại nhất thời co rút. Ở thú đường bọn họ từng sát hạch vô số học đồ, đây là lý do kỳ lạ nhất bọn họ từng nghe nói tới những người khác thi thuần thú sư, đều vì hướng tới thực lực, muốn thu được chức nghiệp tán thành. Người này thì hay rồi, chỉ là vì cưỡi thú miễn phí. Người lại là danh sư sư huynh, lại có bản lĩnh như vậy, chỉ cần nguyện ý, mấy trăm vạn kim tệ mà thôi, chỗ nào không kiếm được. Vì chút tiền như vậy, ạt mũi đâu, tôn nghiêm đâu, thân phận đâu. Quan trọng nhất chính là, đây chính là thuần thú sư nhị tinh. Toàn bộ thú đường ở huyền Lạc Sơn Mạch, thành lập nghìn năm qua, cũng chỉ có ba vị. Thì một chút, giọng điệu giống như cắt dưa, dùng bữa, không có bất kỳ khẩn trương cùng khiếp sợ nào. Người biết độ khó sao? Biết ngay cả người như hồng thú sư, cũng liên tục bảy lần chưa từng thành công sao? Mở miệng liền nói ra, đúng là chuyện lạ, khó tránh khỏi quá không để nghề nghiệp thuần thú này ở trong mắt. Ngực mạc vũ tiểu thư còn lên xuống không ngừng, một hơi nghẹn lại không ra được. Nàng là thiên tài siêu cấp, tốn thời gian một năm, mới thật vất vả trở thành thuần thú sư nhất tinh. Nàng vốn tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, khiến cho tất cả mọi người tán dương. Kết quả, gặp phải người này. Nàng cầu ra ra cáo nãi nãi mới thuần phục sơ cấp được một con thanh ưng thú. Đối phương đánh một trận, lại hoàn toàn thuần phục, sát hạch nhất tinh thành công, cuối cùng lại còn không biết đủ, muốn sát hạch nhị tinh. Nếu như tích giày phát mỏng, một tiếng cất lên khiến người ta kinh ngạc, cũng không tính là gì. Mấu chốt chính là, rõ ràng trước đó không muốn thi sau khi nghe được miễn phí mới động tâm tư người khác sắp mệt chết cũng làm không được hắn lại giống như đùa giỡn không cần đả kích người khác như vậy sát hạch thuần thú sư nhị tinh cần phải đè nén sự phiền muộn phòng đường chủ đang muốn giải thích chỉ thấy một lão nhân vẻ mặt kích động đã đi tới đường chủ đường chủ thanh dương tông sư đến đến rồi sao ánh mắt ba thuần thú sư lớn nhất thời sáng lên bất chợt đứng phát dậy, lại không để ý tới chuyện giải thích nữa, trực tiếp đi về phía trước. Đi mấy bước, phong đường chủ dừng lại. Mấy người các ngươi là thuần thú sư mới sát hạch, cũng có tư cách qua đó. Vừa vặn xem y đạo tông sư chữa bệnh cho man thú cấp bậc tông sư như thế nào, cũng coi như tăng thêm kiến thức. Vâng, đám người mạc vũ, chu cẩm hoàng đồng thời gật đầu, đi theo. Tiền bối, chúng ta cũng đi qua xem một chút, loại trị liệu man thú này, lại là cơ hội ngàn năm khó gặp. Cố gắng xem một chút, có thể học được không ít tri thức. Thấy mấy người đi xa, Vân Đào đi tới trước mặt Trương Huyền. Được, Trương Huyền gật đầu. Hắn vẫn muốn cưới thú cưới tia chấp, nó có thể được chữa trị tốt, đi hồng liên sơn mạch, sẽ bớt đi không ít thời gian và phiền phức. Hắn đi theo sau lưng mọi người, đi tới một hồi, liền tới một cái viện rất lớn, rộng rãi, bao la các loại kiến trúc thoạt nhìn đều lớn hơn so với phủ đệ bình thường vài lần, khiến người ta có một loại ảo giác như tiến vào vương quốc của người khổng lồ. Trong viện, ghế dài bằng đá, ghế dựa bằng đá, mỗi một cái đều có chiều dài chiều rộng 7, 8 thước. Không nhìn kỹ, cũng hoài nghi đó là từng cái lôi đài. Hành lang được lát đá, cũng rất rộng rãi, kích thước hơn 10 thước. Trong ao nước, đình đứng sừng sững càng giống như cung điện, khí thế 10 phần đây là phủ đệ đặc biệt xây dựng cho thiết sĩ khiếu thiên thú có bảy vị thuần thú học đồ chuyên môn hầu hạ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thấy trương huyền nhìn mê mẩn vân đào không nhịn được truyền âm giải thích thiết sĩ khiếu thiên thú chính là con man thú tông sư cảnh sinh bệnh kia xây dựng phủ đệ riêng cho một con man thú trương huyền líu lưỡi có cần xa xỉ như vậy hay không cái nhà này bất kể về diện tích hay mức độ kiến trúc xa hoa so với vương cung thiên huyền cũng không phân cao thấp Người không biết, còn tưởng rằng nhân vật lớn gì đó trấn thủ trong đó, không ngờ được lại là đặc biệt xây dựng cho một con man thú. Thậm chí đặc biệt phân phối bảy vị thuần thú học đồ, chiếu cố cuộc sống hàng ngày. So với cường giả bình thường hưởng thụ đãi ngộ thật sự còn cao hơn. Thảo nào bay một chuyến tới Thiên Vũ Vương quốc tốn 800 vạn kim tệ. Không thu lệ phí cao như vậy, thật đúng là nuôi không nổi. Thanh Dương tông sư, lần này lại làm phiền ngài trong lòng hắn đang cảm thán người không bằng thú, liền nghe được giọng nói hưng phấn của phong đường chủ vang lên. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một lão nhân thân hình cao lớn đứng ở cách đó không xa, chắp hai tay ở sau lưng, mang theo khí tức người lạ đừng quấy dày. Dáng vẻ hơn 50 tuổi, toàn thân mặc y phục màu xanh, không có bất kỳ biểu lộ gì, khiến cho người ta không nhìn ra vui buồn yêu giận. Xem ra chính là y đạo tông sư Thanh Dương trong truyền thuyết. Chức nghiệp giống nhau, nhất tinh gọi là đại sư nhị tinh cực kỳ đều có thể gọi là tông sư vị này thanh dương là y sư nhị tinh rõ ràng nếu so với nguyên ngữ đại sư lợi hại hơn rất nhiều không sao khiếu thiên thú ở đâu dẫn ta qua xem nhìn phong đường chủ gật đầu một cái thanh dương tông sư không nói thừa đưa bàn tay ngăn lại được mời đi bên này phong đường chủ đi trước dẫn đường thời gian không lâu mọi người đi tới một biệt việt Lập tức liền nhìn thấy trên thạch đài rộng, một con man thú cực lớn nằm thẳng ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Con man thú này và thanh ưng thú có chút tương tự, chỉ có điều kích thước càng lớn hơn. Thân thể dài chừng hơn 10 thước, từ phía xa nhìn lại, khiến cho người ta một loại cảm giác như hòn núi nhỏ. Bất tỉnh, liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền đã biết đầu con man thú này đã rơi vào hôn mê. Thảo nào đám người Phong Đường chủ vội vã như thế nghe được thanh dương tông sư đi tới, ngay cả tâm tư nói thêm một câu cũng không có. Xem ra con khiếu thiên thú này, quả nhiên bệnh rất nặng. Thanh dương tông sư, ba ngày trước khiếu thiên thú đột nhiên phát bệnh. Lúc đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ là không muốn ăn, ta cũng không để ý. Sáng sớm hôm nay lại đột nhiên hôn mê, mấy người chúng ta đã dùng qua các loại thủ đoạn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 368, Thanh Dương Tông sư 2. Phong đường chủ giải thích. Ừ, gật đầu, thanh dương tông sư đi tới trước vài bước, dạo dọc theo thân thể to lớn của khiếu thiên thú một vòng, càng đi sắc mặt càng trầm xuống lợi hại hơn. Nói một chút về tình hình thức ăn và cuộc sống hàng ngày của nó. Phong đường chủ ngoắc tay, một thuần thú học đồ chịu trách nhiệm ăn ở cho khiếu thiên thú đã đi tới, cung kính hành lễ xong nói. Mười ngày trước, khiếu thiên thú lại không quá muốn ăn cái gì, có vẻ có chút nôn nóng bất an. Bởi vì mùa thu dễ dàng nội hỏa, chúng ta cho nó dùng Thanh Thần Thủy An thần tiêu hỏa, tình hình mới được hóa giải một ít. Chỉ có điều, vẫn có cái gì đó không ổn, mỗi ngày vào buổi tối nó đều ở trong viện di chuyển loạn, thường xuyên ngửa mặt lên trời hí dài. Đặc biệt là mấy ngày trước đây, vào đêm trăng tròn, nó gần như một đêm không ngủ, chạy qua chạy lại rất, hình như có tinh lực phát tiết không hết. Ngày hôm sau tỉnh lại, nó lại không muốn ăn cơm, cái gì cũng không khiến cho nó có hứng thú được sáng sớm hôm nay nó còn trực tiếp hôn mê. Lượng thức ăn trong 10 ngày qua còn không bằng một ngày trước kia. Ngoại trừ một ít thú thịt nấu chín, canh cháo ra, cũng không ăn gì khác. a à, dựa theo lời đường chủ nói, hôm qua cho nó dùng hai viên khứ hỏa đan. Chỉ có điều hình như không có tác dụng gì, trái lại càng nghiêm trọng hơn. Rất nhanh hắn đã giới thiệu một lượt về tình huống căn bản. Nghe xong, Thanh Dương Tông Sư gật đầu, khoát tay. Đi xuống đi. Vâng, vị này học đồ không dám nói thừa, xoay người rời khỏi. Như thế nào? Phong đường chủ nhìn qua. Chờ một chút, thanh dương tông sư cũng không giải thích, lại đi dạo dọc theo thiết sĩ khiếu thiên thú một vòng, trong lúc đó bứt lông, vành mí mắt của đối phương, lông mày nhăn lại, hình như đang cẩn thận cân nhắc. Y sư cũng có thể chữa bệnh cho man thú. Nhìn thấy được bộ dạng hắn nghiêm túc, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Thanh Dương tông sư là y đạo tông sư lợi hại nhất Bắc Phú Vương quốc. Có người nói hắn đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong, cách tam tinh cũng không xa. Thú Đường không ít lần không có cách nào giải quyết chứng bệnh đều nhờ hắn ra tay giải quyết. Vân Đào thấp giọng nói: "Y sư xem bệnh cứu người, bất luận là người hay là thú, chỉ cần nhiễm bệnh, nguyên lý đều cơ bản tương đồng. Có thể khám cho người, tất nhiên cũng có thể khám cho thú. Nếu không, nghề nghiệp y sư này không phải loại hình chiến đấu." Làm sao có thể ở trong cửu lưu cũng xếp hạng sát đầu. Nghe được hai người nói chuyện, Mạc Vũ tiểu thư hừ một câu. Chức nghiệp trên cửu lưu, danh sư đứng hàng đầu tiên, điều này không thể nghi ngờ. Các thứ hạng khác tương đối mơ hồ, kết luận không thống nhất. Chỉ có điều, các chức nghiệp luyện đan sư, y sư, trận pháp sư, thuần thú sư đều tương đối sát đầu, được người tôn trọng. Y sư và trận pháp sư, so với thuần thú sư, hoàn toàn không có lực chiến đấu lại có thể sánh ngang chỉ khiến người ta xem bệnh rõ ràng làm không được ngươi không phải một đạo thuần thú rất lợi hại sao còn tưởng rằng cái gì cũng tinh thông thế nào đối với y đạo không hiểu sao thấy vẻ mặt ngây thơ của trương huyền gương mặt mạc vũ tiểu thư nâng cao lên ngươi không phải rất trâu bò sao đánh một trận là có thể thuần phục man thú sao một đạo y đạo lại hoàn toàn không hiểu chịu thiệt đi ách nghe được đối phương chất vấn Trương Huyền xấu hổ cười. Ở Thiên Huyền Vương quốc, sách liên quan tới y đạo đã ít lại càng ít, có thể nói gần như không có. Về phần y sư, hắn tiếp xúc qua cũng chỉ có một nguyên ngữ đại sư. Hai người cùng xuất hiện, vẫn chỉ ở nói trên thi họa, không phải y thuật. Cho nên, đối với nghề nghiệp này, hắn thật sự không biết được rõ ràng. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, y sư không chỉ có thể khám bệnh cho người, còn có thể khám bệnh cho man thú. Mạc Vũ Tiểu Thư không chỉ là thuần thú sư nhất tinh, luyện đan sư nhất tinh, danh sư học đồ, còn là một vị y sư học đồ. Vân Đào thấp giọng trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Y sư học đồ, Trương Huyền sửng sốt. Mạc Vũ Tiểu Thư này tuy rằng xinh đẹp, có chút ngạo khí, nhưng nói thật, cũng quả thật có bảnh lĩnh để cao ngạo. Không ngờ một người tinh thông nhiều chức nghiệp như vậy, xem như là một người thiên tài nhất trong rất nhiều hắn gặp được hiện nay y sư và luyện đan sư có điểm chung, lại tùy tiện học một chút, đối với ta mà nói, cũng không khó. Lần này sát hạch xong thuần thú sư, trở lại ta lại sát hạch y sư chính thức. Mạc vũ tiểu thư khẽ cười. Trong mắt người khác chức nghiệp vô cùng phức tạp cao cấp, ở trong miệng nàng lại đơn giản giống như qua gặp ra ra. Nàng luôn luôn là thiên tài, tài trí hơn người, kết quả bị người gọi là trương huyền này làm cho mất mặt. Lúc này thấy đối phương đối với chức nghiệp y sư không hiểu, vừa vặn có thể hòa nhau một ván, một lần nữa lòng tự tin của nàng lại dâng lên. Nàng nói xong vốn tưởng rằng người gọi là Trương Huyền sẽ bội phục một chút, lại thấy người này biến mất ở trong tầm mắt, không biết đi nơi nào. Đáng giận, nàng dậm chân một cái, tức giận tới mức mặt ửng đỏ. Có thể nhìn ra cái gì? Thấy thanh dương tông sư mày nhân lại, phong đường chủ không nhịn được hỏi. Ừ, trong lòng ta đã có một ít ý nghĩ, gần như có thể chẩn đoán chính xác ra nó xảy ra chuyện gì. Thanh Dương Tông Sư gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn sửng sốt một cái, sắc mặt trở nên được thâm trầm, lớn tiếng quát. Người muốn làm gì? Nghe hắn quát lớn, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt khiếu thiên thú, xoa đầu của nó một chút. Trường 369, ta nói ngươi là lang băm một. Này, nhìn thấy được động tác của người thanh niên, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của người này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Không thấy được y đạo tông sư đang khám và chữa bệnh sao. Chạy tới làm cái gì? Hơn nữa, đây chính là thiết sĩ khiếu thiên thú, man thú tông sư cảnh, không phải sủng vật của nhà ngươi, sờ một cái. Giống như gặp phải chó nhật, tính dở cho quỷ gì. Ta cũng muốn xem thử, con thiết sĩ khiếu thiên thú này bị bệnh gì, Nhìn ra được sự nghi ngờ của mọi người, người thanh niên này xoay đầu lại, mỉm cười. Hừ. Vừa nghe hắn nói như thế, Mạc Vũ tiểu thư hừ một tiếng. Đối phương vừa xoay mặt lại, nàng liền nhận ra được, không phải là ai khác, chính là Trương Huyền vẫn khiến cho nàng buồn bực kia. Thảo nào mới vừa nói chuyện đã không thấy bóng dáng, hóa ra chạy tới tìm hiểu khiếu thiên thú. Phong Đường chủ để cho chúng ta sang đây xem Thanh Dương tông sư chữa bệnh, chỉ là để học tập an phận thủ thường, yên tĩnh nhìn là được rồi. Người mù quáng lăn qua lăn lại làm cái gì? Sờ cái gì mà sờ? Đây không phải là tự mình tìm mắng sao? Quả nhiên, ý niệm này vừa kết thúc, đã thấy Thanh Dương Tông Sư đứng ở một bên, sắc mặt càng lúc càng xanh, hai mắt híp lại một cái. Làm càn, bàn tay hắn vung lên, nhìn về phía phong đường chủ, dâu mép nhếch lên, giọng nói sắc bén. Đây chính là người của thú đường các ngươi sao? không có quy củ như thế. Còn nhìn một chút, nhìn hiểu được không, cái gì cũng đều không hiểu, lại chạy tới sở loạn. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Tông sư xin bất giận, hắn không phải cố ý, có khả năng cũng lo lắng cho khiếu thiên thú. Phòng đường chủ cũng không nghĩ tới trương huyền sẽ lỗ mãng như vậy, trực tiếp chạy tới sở khiếu thiên thú, vội vàng giải thích. Ta khám bệnh cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không thích làm phiền. Qua lại nhiều năm, người không phải không biết, thanh dương tông sư cắt ngang lời hắn ánh mắt giống như tia điện mang theo khí tức cao ngạo không thể xâm phạm ta biết chỉ là biết là tốt rồi không có chỉ là bạn tốt nhiều năm ta lại không tính toán ở đây không phải nơi người nào cũng có thể đi vào đuổi bọn họ ra ngoài ta hiện tại chữa bệnh thanh dương tông sư sói xong khoát tay áo vẻ mặt ngạo nghễ hắn là người nào y đạo tông sư tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong cả bắc vũ vương quốc đang chữa bệnh. Một kẻ không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng nói xem một chút. Ngươi biết cái gì, ngươi sẽ khám ra được sao? Thanh Dương Tông Sư vẫn xin bất giận, mấy người trẻ tuổi này đều là thuần thú sư ngày hôm nay vừa thông qua sát hạch. Ta để cho bọn họ đi tới, chỉ là quan sát một chút, tuyệt đối không có tâm tư muốn mạo phạm gì. Phong đường chủ nói, đúng vậy, trường thú sư, hắn cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới sờ một chút bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Lô thú sư cũng liền vội vàng đi tới khuyên can. Hừ, ngày hôm nay lại cho hai người các ngươi một chút mặt mũi. Lần sau ta hy vọng thú đường có thể có chút quy định. Khám bệnh cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không phải là người nào có tư cách qua nhìn là có thể nhìn được. Nếu như lần sau lại có loại người linh tinh cái gì cũng đều không hiểu, lại tái máy tay chân, làm chậm trễ thời gian điều trị tốt nhất, các ngươi ai có thể gánh vác đây? thanh dương tông sư hừ một tiếng nhìn quanh một vòng mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản bác vâng vâng phong đường chủ liền vội vàng gật đầu địa vị của thuần thú sư và y sư không tranh lệch lắm nhưng hắn có việc cầu người không có cách nào ai bảo khiếu thiên thú bệnh nặng lại chỉ có người này mới có thể trị liệu cho dù đối phương quát lớn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng ừ thấy thái độ của mọi người khá tốt thanh dương tông sư không tính toán nữa tiếp tục nhìn về phía khiếu thiên thú trước mắt đã rơi vào hôn mê. Vừa rồi tông sư nói đã nhìn ra vấn đề, có thể có biện pháp trị liệu hay không? Phong Đường chủ có chút khẩn trương. Trải qua chẩn đoán bệnh sơ bộ, ta đã xác định được chỗ mấu chốt. Thanh Dương tông sư giơ bàn tay ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời sáng lên. Không hổ danh là y đạo tông sư, nhanh như vậy liền tìm được vấn đề. Phải biết rằng, ba thuần thú sư lớn nhị tinh rất nhiều thuần thú sư nhất tinh, nghiên cứu tròn hai ngày, cũng không có cách nào giải quyết. Thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, lúc này Thanh Dương Tông Sư mới thỏa mãn gật đầu, thản nhiên nói. Con thiết sĩ khiếu thiên thú này, trong cơ thể khô nóng, tinh lực dư thừa, còn thường xuyên ngửa mặt lên trời hí dài. Nếu như ta không nhìn lầm, chắc là muốn tìm phối ngẫu. Tìm phối ngẫu? Không sai, man thú cũng có dục vọng giao phối. Đặc biệt là đến mùa thu, loại dục vọng này càng sâu, thậm chí đến mức khó có thể ngăn chặn được. Vừa rồi ta thấy, thân thể nó khô nóng, nhu cầu phát tiết cấp bách. Bởi vì không có cách nào đạt được nguyện vọng, lúc này mới càng ngày càng nóng nảy hơn, nội hỏa sông lên, tiến vào phổi, cuối cùng rơi vào hôn mê. Thanh Dương Tông Sư hất cái đầu lên, mang theo ánh sáng nhìn xa trông rộng. Người nói những điều này, chúng ta trước đó cũng đã hoài nghi tới. Chỉ là, dựa theo tuổi của man thú trưởng thành, chắc hẳn là còn chưa tới mới phải phong đường chủ có chút nghi ngờ man thú không thể dựa theo tuổi tác của con người để so sánh chỉ cần thân thể khí quan của nó trưởng thành tự nhiên sẽ có dục vọng đặc biệt đây là bản tính sai khiến thành ra ban đêm không ngủ ngửa mặt lên trời hí dài những điều này đều là dấu hiệu muốn tìm phối ngẫu không có sai thanh dương tông sư nhìn qua trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía mang tới cảm giác đẻ ép cho mọi người Thế nào, không tin ta chẩn đoán bệnh sao? Đây cũng không phải, chỉ là... Phong đường chủ lắc đầu, không lại tiếp tục dầu dĩ về vấn đề này nữa. Hắn sốt ruột nhìn qua. Vậy loại tình huống này, giải quyết như thế nào? mươi 370, ta nói ngươi là lang băm hai. Thoạt nhìn rất phức tạp, tìm được nguyên nhân, giải quyết lại rất đơn giản. Nó muốn tìm phối ngẫu, giúp nó tìm một con là được. Thanh Dương Tông Sư cười nói, Tìm một con. Phong đường chủ lộ ra vẻ mặt khổ sở. Hai vị nhị tinh tông sư khác cũng đồng thời lắc đầu. Không phải là không muốn tìm, mà là bản thân thiết sĩ khiếu thiên thú đã rất hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn tìm một con, đồng thời tuổi sắp xỉ mang tới, gần như là không thể nào làm được. Thiết sĩ khiếu thiên thú loại man thú bay vẫn còn vị thành niên lại đạt được cảnh giới tông sư, toàn bộ huyền lạc sơn mạch cũng sẽ không vượt quá hai con. Quan trọng hơn chính là, bay nhanh như vậy, cho dù tìm được, lại làm sao có thể bắt về thuần phục. Trước đây thú đường thu dưỡng con này, cũng là nuôi nấng lúc nó tuổi còn nhỏ, thậm chí còn đặc biệt xây dựng phủ đệ, đặc biệt phái người tới hầu hạ, mới khiến cho nó ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Nói thật, đến bây giờ nó còn chưa hoàn toàn thuần phục, không cùng bất kỳ kẻ nào ký kết khí ước. Không phải là bọn họ không muốn, mà là làm không được. Bản thân khiếu thiên thú lại có thành kiến rất lớn đối với nhân loại muốn hoàn toàn thuần phục rất khó. Nếu quả thật hoàn toàn thuần phục, đã có thể cùng chủ nhân tiến hành khai thông, bọn họ khẳng định cũng sớm biết được đối phương bị bệnh gì, có thể sớm trị liệu một chút. Một con khiếu thiên thú nuôi từ nhỏ đến lớn cũng thuần phục không được, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm cho nó một bạn ngẫu qua. Hiển nhiên là không thể nào làm được. Không tìm được. Đúng vậy. Phong đường chủ nhìn qua. Khẩn cầu thanh dương tông sư lại suy nghĩ biện pháp khác chỉ cần có thể cứu được khiếu thiên thú là tốt rồi biện pháp thật ra có hơn nữa còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh viễn giải quyết tai họa ngầm này chỉ là có thể sẽ phiền toái một chút thanh dương tông sư có chút do dự đã có vậy phiền phước tông sư nhanh ra tay giúp một chút ánh mắt đám người phong đường chủ nhất thời sáng lên vội vàng nói ừ được rồi chắp hai tay ở sau lưng thanh dương tông sư gật đầu không tìm được bầu bạn, thật ra muốn giải quyết loại nhu cầu này của nó cũng rất đơn giản. Đó chính là, thiến, chỉ cần thành công, sau này cũng sẽ không có loại chuyện này quấy nhiễu, nó cũng sẽ hoàn toàn thuần phục các ngươi, chuyên tâm làm việc cho thú đường. Thiến sao? Đám người phong đường chủ đồng thời sửng sốt. Chỉ có thiến, có khả năng ổn định tâm thần, không đến mức mỗi ngày thấy khô nóng khó nhịn, khó có thể tự kiềm chế, cũng sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Thanh Dương tông sư gật đầu nhìn qua. Thú đường các ngươi không phải cũng có rất nhiều man thú, vì để tránh phiền phức, đặc biệt thiến đi sao? Chuyện này, Phong đường chủ gật đầu. Thú đường quả thực có không ít man thú, vừa sinh ra đã bị thiến. Như vậy có thể không cần suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác, hoàn toàn ra sức cho nhân loại. Được, ta chẩn đoán bệnh, phương pháp chính là như vậy. Các ngươi suy tính một chút, nếu như muốn động thủ, nên làm nhanh đi. Con này rất rõ ràng không thể chống đỡ được quá lâu. Không giải quyết, ta sợ ngày mai cũng không kiên trì nổi. Thanh Dương Tông Sư không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi mọi người đưa ra lựa chọn. Lẽ nào thật sự phải làm như vậy? Đám người phong đường chủ nhìn nhau, mỗi một đều lộ ra vẻ mặt dầu dĩ. Thiết sĩ khiếu thiên thú, từ nhỏ liền đi theo bọn họ, đã ở chung rất nhiều năm, sớm có tình cảm giống như người thân vậy. Trực tiếp thiến nó bọn họ thật sự không xuống tay được lại nói thú đường quả thực có tiền lệ thiến man thú nhưng không ít man thú không sống được chết ngay tại chỗ hiện tại khiếu thiên thú rơi vào hôn mê bản thân lại bệnh nặng nếu như động đau nữa không sống sót thật sự lại nguy rồi hơn nữa man thú tông sư cảnh đã có ý thức của mình làm như vậy nếu chẳng may chọc cho nó mất hứng vô cùng có khả năng nó sẽ giang cánh rời khỏi đây cũng sẽ không trở lại nữa thậm chí làm không tốt, nó còn có thể trả thù thú đường, đưa tới phiền toái càng lớn hơn. Loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ. Các thú đường khác lại từng gặp được tình huống như vậy. Thiến một con man thú nửa bước tông sư cảnh, dẫn đến đối phương tính tình đại biến, phản bội thú đường không nói, còn xem thú đường thành kẻ thù lớn, cả ngày đến gây phiền phức. Cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là phái ra cao thủ, bắn chết nó. Nghe nói sau khi bắn chết chủ nhân của con man thú này, khóc sòng tròn ba ngày, cũng bởi vì thương tâm quá độ, chân khí tan rã, sống không bao lâu đã qua đời. Man thú và người giống nhau, đều cần được tôn trọng. Không nói cho đối phương biết, lại thiến nó, bản thân chính là một loại sỉ nhục. Thanh dương tông sư, có thể còn có biện pháp khác hay không? Cái này, thật sự không dễ làm. Do dự một lát, Phong đường chủ không nhịn được nói. Đây đã là phương pháp giải quyết tốt nhất nếu như không muốn thì thôi ta cho ra kết quả chẩn đoán bệnh cùng phương pháp trị liệu không đi làm là chuyện của các ngươi sau này có vấn đề gì cũng không cần tới tìm ta nữa thanh dương tông sư hử nói vẻ mặt không vui hắn đã đưa ra nguyên nhân bệnh và phương pháp trị liệu đối phương còn ra sức khước từ lẽ nào là không tin vào y đạo tông sư hắn cái này thấy đối phương nói như vậy phong đường chủ cắn răng một cái vừa định đáp ứng liền nghe được một giọng nói thản nhiên vang lên đã sớm nghe nói lang băm hại người ta còn chưa tin hiện tại xem ra quả thực như vậy ngươi nói cái gì thanh dương tông sư lập tức nổi giận chợt quay đầu lại nhìn chỉ thấy trong đám người một người thanh niên thần sắc thản nhiên nhìn qua chính là người vừa nãy lặng lẽ đã chạy tới sở đầu của khiếu thiên thú trương huyền ta nói ngươi là lang băm nếu như nghe không hiểu Trương Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Chính là y thuật thấp kém ngu xuẩn, thường thường không nhìn ra chứng bệnh, lại chẩn đoán bệnh lung tung. chương 371, không phải lang băm là cái gì? một Nói Thanh Dương Tông Sư là lang băm. Nói hắn là y thuật thấp kém ngu xuẩn. Tất cả mọi người ngây người. Mạc Vũ Tiểu Thư vẫn có ý kiến đối với Trương Huyền, cũng lập tức kinh ngạc. Nói thẳng một vị y đạo Tông Sư là lang băm như vậy là đang sỉ nhục chức nghiệp đối phương dày công rèn luyện, hoàn toàn xé rách ra mặt. Một mình ngươi đối với y đạo cái gì cũng đều không hiểu, giả vờ củ hành củ tỏi cái gì. Thiến man thú, tuy rằng nàng không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Hiện tại bộ dạng thiết sỉ khiếu thiên thú như vậy, không làm như vậy chẳng lẽ còn có những biện pháp khác. Trương thú sư, không nghĩ tới lúc này hắn lại có thể nói, hơn nữa trực tiếp mắng lên, phòng đường chủ cũng biến sắc, vội vàng xua tay thanh dương tông sư ngươi đừng nóng giận hắn không phải cố ý ngươi im lặng sắc mặt thanh dương tông sư dữ tợn giống như là một con cuồng sư tức giận hắn lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên trước mắt giọng nói băng lạnh thanh dương ta làm nghề y 39 năm qua danh tiếng truyền khắp vương quốc cứu chữa cho vô số người cứu sống không biết bao nhiêu người đây vẫn là lần đầu tiên bị người sỉ nhục như vậy tiểu tử ta không quan tâm ngươi có phải là thuần thú sư chính thức hay không, phía sau có có thân phận gì, ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng trách ta trở mặt không khách khí. Âm âm, âm thanh vừa kết thúc, trên người hắn một khí tức sông thẳng lên trời, đè ép đám người vân đảo liên tiếp lui về phía sau. Không ngờ cũng là một cường giả tông sư cảnh. Bất kể loại nghề nghiệp nào, không chỉ cần thiên phú đặc biệt, còn cần thực lực tương xứng. Đạt được nhị tinh, cơ bản đều sẽ là cường giả tông sư. Chính vì vậy, chức nghiệp nhất tinh được gọi là đại sư, nhị tinh được gọi là tông sư, không chỉ là tôn sùng đối với nghề nghiệp, quan trọng hơn chính là kính nể, e sợ đối với tu vi. Thanh Dương thân là y sư lợi hại nhất trong toàn bộ Bắc Vũ Vương quốc, suốt đời làm nghề y, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Nếu không phải kiềm chế tốt, khẳng định đã sớm nổi giận. Không có bị mắng như vậy, đó là bởi vì không gặp phải ta, sớm gặp phải, đã sớm mắng đối mặt với uy áp của đối phương thần sắc trương huyền thản nhiên nhìn qua hai hàng lông mày của thanh dương tông sư run rẩy người nghĩ rằng ta không dám giết ngươi giết ta không nhìn ra căn bệnh lại chẩn đoán bệnh bừa bãi thật sự theo lời ngươi nói không những không cứu được con khiếu thiên thú ai còn có thể hại nó chết ngay tại chỗ đây là kết quả ngươi khám và chữa bệnh không phải lang băm là cái gì còn giết ta sai không cho người ta nói ra mặt sao lại dày như vậy mí mắt Trương Huyền vừa nâng lên, nói. Ngươi, không nghe lời này còn tốt, vừa nghe xong, Thanh Dương Tông Sư tức thiếu chút nữa nôn ra máu. Uy áp Tông Sư cảnh của hắn toàn lực phát ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ run rẩy xin lỗi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương không chỉ nói với lẽ thẳng khí hùng, còn mắng ra mặt hắn dày. Đường đường là y đạo Tông Sư, bị người ta ở trước mặt mọi người mắc nhiếc, hắn cũng sắp trực tiếp điên rồi có phải ngươi cảm thấy không phục hay không? Vậy để ta lại nói cho ngươi biết. Lửa giận thiêu đốt, hắn đang muốn nổi giận, lại thấy người thanh niên trước mắt, đi hai bước tới trước mặt khiếu thiên thú. Thiết sĩ khiếu thiên thú muốn xem tuổi, trực tiếp nhất là căn cứ vào hàm răng. Khiếu thiên thú thành niên, hàm răng lộ ra bên ngoài tổng cộng ba thước ba tắc, không dài không ngắn. Về điểm ấy, nói vậy chỉ cần là thuần thú sư đều biết, không cần ta nhiều lời. Trương Huyền chỉ vào khiếu thiên thú trước mắt. Hàm răng của nó chỉ có hai thước bảy tấc, nói cách khác, còn thành niên một khoảng thời gian, nếu như ta không nhìn lầm, nó chắc hẳn mới 17 tuổi. Dựa theo khiếu thiên thú tuổi thọ 200 năm, chỉ có thể xem như là thiếu niên. Ta muốn hỏi một chút, man thú thiếu niên, làm sao có thể có dục vọng giao phối? Ban đầu đám người phong đường chủ cũng cảm thấy vị trương huyền này là đang hồ đồ. Nhưng nghe hắn nói như thế, tất cả đều sửng sốt. Con khiếu thiên thú ấy, người khác không biết nhiều, nhưng mấy người bọn họ lại hiểu rất rõ. Nó từ nhỏ đã được nuôi ở chỗ này, vừa lúc 17 năm, nói không có sai lệch chút nào. Nếu như không phải sớm biết, chỉ nhìn hình thể khổng lồ của nó, tuyệt đối không thể nào tin được, nó chỉ có 17 tuổi. So sánh với tuổi thọ 200 năm của man thú, tuổi này so với nhân loại 7, 8 tuổi cũng không khác biệt. Nó là man thú. Thanh Dương tông sư hừ một tiếng nói hắn còn chưa dứt lời, đã bị cắt ngang. Không phải người định nói với ta, thân thể man thú và nhân loại khác nhau, phát dục cũng không giống nhau. Nếu như nó thực sự động dục, muốn tìm kiếm phối ngẫu, tối đa cũng chỉ khô nóng khó nhịn, tính tình nóng này, phát tình một chút liền hôn mê, ngủ say không dậy nổi. Thanh Dương Tông sư phán ra như vậy, lẽ nào ngươi cảm thấy? Ngươi giống như nó. Trương Huyền nói tiếp. Đúng vậy. Động dục rất khó chịu, cũng không có nghe nói ai muốn nữ nhân muốn tới mức tự mình hôn mê. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thì thầm. Thành niên muốn tìm phối ngẫu, đây là nhu cầu sinh lý, không tính là gì cả. Không chỉ man thú sẽ có, con người cũng gặp phải loại tình huống này. Nhưng chưa từng nghe nói qua, có ai bởi vì không tìm được nữ bằng hiếu, khiến mình cứng rắn nhịn tới choáng váng. Trời ạ, à, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Hư sắc mặt thanh dương tông sư nghẹn tới đỏ ửng hắn muốn giải thích lại không biết trả lời như thế nào hắn vùng ống tay áo hừ một tiếng ngươi nói không phải động dục vậy vì sao nôn nóng bất an đặc biệt là vào đêm trăng tròn chạy qua chạy lại rất nhanh có tinh lực phát tiết không hết nôn nóng bất an có tinh lực phát tiết không hết lại là muốn tìm phối ngẫu sao đây là lý luận gì vậy trương huyền lắc đầu nếu như chỉ là nguyên nhân này vì sao không muốn ăn cơm, cái gì đều khiến nó hứng thú nổi. Thanh Dương Tông Sư Câm Họng Audio Điện Tử Võ Tấn Bền Nếu quả thật muốn tìm phối ngẫu, cho dù man thú không biết nói, cũng sẽ có các loại biểu thị. Không ăn cơm, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú, quả thực khiến người ta khó hiểu. Căn cứ vào lời lẽ của học đồ kia, chúng ta có thể biết, 10 ngày trước, nó chỉ là không muốn ăn mấy ngày qua lại dần dần nặng thêm, thậm chí đến sáng sớm hôm nay lại không chịu nổi hôn mê. Nếu quả thật là muốn tìm phối ngẫu, nó trực tiếp bay đi là được. Dường như thú đường cũng không dùng xích sắt trói nó lại, cấm nó bay. Mọi người đồng thời gật đầu. Thú đường cố gắng nịnh nọt nó còn không kịp, làm sao có thể trói nó lại. Nếu nó thật sự muốn tìm phối ngẫu, thật sự muốn khó chịu được, nó có thể tự bay đi ra ngoài tìm kiếm không đến mức cứ ở trong viện chờ đợi cứng rắn khiến bản thân nhịn tới mức hôn mê nghe đến mấy cái phân tích này tất cả mọi người đối với chuẩn đoán của thanh dương tông sư trước đó đều có nghi ngờ mỗi một người đầy vẻ cổ quái nhìn qua vậy ngươi nói xem có chuyện gì xảy ra sắc mặt thanh dương tông sư trắng nhợt hắn cũng phát hiện ra mình bỏ quên không ít điều hắn không tức giận như vừa rồi lại không nhịn được hỏi không phải tìm phối ngẫu còn lại rất đơn giản đó chính là bản thân khiếu thiên thú thật sự mắc bệnh nặng hoặc có những nguyên nhân khác trương huyền nhìn quanh một vòng mọi người có thể nhìn móng vuốt của khiếu thiên thú khiếu thiên thú không giống với loại man thú chim ưng khác nó có cơ bắp dày bao vây cùng loại với bàn chân của nhân loại cái móng vuốt này dựa theo tình huống bình thường chắc là màu vàng xanh còn trước mắt trong màu da lộ ra đường vân màu đỏ mọi người đồng loạt nhìn về phía móng vuốt của khiếu thiên thú vừa nhìn xuống quả nhiên phát hiện ra một ít đường vân màu đỏ như máu những đường vân này cực kỳ nhỏ tương tự với mao mạch huyết quản không nhìn kỹ khó có thể phát giác ra man thú bình thường đều có màu con khiếu thiên thú này cũng không ngoại lệ dưới tình huống bình thường màu có chứa màu đỏ như máu mà giờ khắc này lại trở nên trắng tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng có thể đủ để nhìn thấy được trương huyền tiếp tục nói mọi người lại nhìn lại Quả nhiên giống như lời hắn nói. Đây rốt cuộc là chứng bệnh gì? Thấy hắn nói ra nhiều biến hóa rất nhỏ như vậy, mọi người lại tin tưởng vài phần. Phong Đường chủ không nhịn được hỏi. Nói bệnh không phải là bệnh, lại cẩn thận nói tiếp, ta còn phải chúc mừng Phong Đường chủ. Trương Huyền mỉm cười. Chúc mừng, chúc mừng ta làm cái gì? Vẻ mặt Phong Đường chủ choáng váng không hiểu. Khiếu Thiên thú hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Lại nói, cho dù biết chứng bệnh, biết cứu chữa như thế nào, cũng phải chờ cứu tỉnh lại nói. Lúc này hắn chúc mừng làm cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, khiếu thiên thú chắc hẳn là huyết mạch tiến thiên. chương 372, không phải lang băm là cái gì? 2. Trương Huyền nói, huyết mạch tiến thiên, chuyện này, sao có thể như vậy được? phong đường chủ sửng sốt, những người khác cũng không thể tin được. Man thú huyết mạch tiến thiên, cùng loại với biến dị, rất khó gặp được. Không có nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến, thì không có khả năng phát sinh. Cái gọi là nguyên nhân dẫn đến, chính là hấp thu máu càng tinh thuần hơn, hoặc nuốt một vài thiên tài địa bảo. Những điều này dường như đều chưa từng có. Hơn nữa, cho dù huyết mạch tiến thiên, cũng không đến mức hôn mê, giống như bệnh nặng. Thấy mọi người không tin, Trương Huyền khẽ cười nhìn về phía phong đường chủ. Nửa tháng trước, con thiết sĩ khiếu thiên thú này có phải đi qua địa phương có âm khí nồng đậm hay không? Cái này, nửa tháng trước, nó từng đặc biệt đưa người tới âm phong cốc. Người trả lời là vương thú sư. Chính là hắn điều khiển đưa qua, nên nhớ rất rõ. Âm phong cốc âm khí nồng đậm, có nhiều nhất là một loại quả thuộc tính âm lợi hại. Âm phong quả, giúp đỡ trợ giúp người có thể chất thuộc tính âm, tu vi tăng lên rất nhiều. Chắc hẳn người kia xem đây chính là báo thù. Trương Huyền nói. Đúng." Vương thú sư gật đầu. Ngồi thú của thú đường có thể trả thù lao, cũng có thể trả một ít thiên tài địa bảo hiếm có. Âm phong quả danh tiếng cực lớn, một quả bán ra, giá trị không rẻ. Hơn nữa có tiền chưa chắc mua được, đối phương coi đây là thù lao, Vương thú sư tất nhiên đáp ứng. Nguyên nhân lại xuất hiện ở trên âm phong quả này. Trương Huyền mỉm cười. Giới tính của con khiếu thiên thú này, nói vậy mọi người đều biết, giống được trong cơ thể dương hỏa quá thịnh, dùng âm phong quả, âm dương công kích lẫn nhau, dựa theo đạo lý, tối đa là không mấy thoải mái. Lấy hình thể của nó khổng lồ như vậy, rất nhanh là có thể chống đỡ qua. Kết quả, các người hết lần này tới lần khác cho nó dùng thanh thần thủy. Thanh thần thủy, tính tâm thanh thần, có thể tiêu trừ nóng này. Trong đó thành phần chủ yếu nhất là diếu mẫu thảo. Đây là dược vật có tính trung hòa ổn định, theo lý thuyết dùng nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, không khéo chính là thứ này vừa vặn có tính tương khắc với thuộc tính của âm phong quả. Một khi tiếp xúc, sẽ lập tức dẫn phát lực lượng, khiến cho thuộc tính âm khí tức hoàn toàn bạo phát, kích phát ra hiệu quả hơn gấp 3 lần. Hai thứ kết hợp, chính là nguyên liệu chủ yếu chế luyện phá dương đan, đối với sinh mạng thể chất thuộc tính dương có tác dụng kích hoạt cực lớn. Trương Huyền tiếp tục nói, trong cơ thể khiếu thiên thú, thuộc tính dương bị kích hoạt, lúc này ban đêm mới không ngủ được nắm giữ tinh lực phát tiết không hết, giống như si xuân. Nếu như chỉ có như vậy, nó vẫn có thể kiên trì qua. Chỉ cần trong cơ thể âm dương cân bằng, cũng có thể giải ngoại trừ tai họa ngầm. Đáng tiếc, phong đường chủ lại để cho nó ăn hai viên khứ nhiệt đan. Nói đến đây Trương Huyền đầy thương hại lắc đầu. Trong khứ nhiệt đan có chứa cực hàn thảo, thứ này có thể tiêu trừ dương hỏa trong cơ thể. Khiếu thiên thú vừa kích hoạt lực lượng thuộc tính dương trong cơ thể. Lấy thứ này cho nó ăn, còn ăn một lần hai viên tương đương với trực tiếp ném xuống khối băng vào trong ngọn lửa lạnh nóng trên dưới không chết ngay tại chỗ lại tính là mạng lớn nói thật con khiếu thiên thú này thật đúng là đủ đáng thương vốn không có việc gì lại thiếu chút nữa cứng rắn bị bọn họ làm cho suýt chết còn cứu chữa quả thực chính là giết người sắc mặt đám người phong đường chủ lô thú sư đều khó coi rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Khiếu thiên thú sở dĩ có bộ dạng này, không ngờ là bởi vì bọn họ dùng sai thuốc. Các ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, có phải là sau khi cho uống thuốc, bệnh tình của con khiếu thiên thú này mới dần dần chuyển biến xấu? Trương Huyền hỏi tiếp. Đúng. Vị học đồ vừa rồi nhớ lại một chút, sau đó nói. Mọi người không nhịn được gật đầu. Đúng là như thế. Ai cũng không nghĩ tới, dược vật bình thường lấy ra ăn này, không ngờ tạo thành tác dụng ngược lại trong cơ thể thuộc tính dương kích hoạt, cùng thuộc tính lạnh va chạm vào nhau. Lúc này, nếu như thiến nó, dương hỏa biến mất, âm khí bay lên. Không cần một canh giờ, nó sẽ ngừng hít thở, chết ngay tại chỗ. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn về phía thanh dương tông sư cách đó không xa. Đây là nguyên nhân ta vì sao phải nói ngươi là lang băm. Nếu như thật sự làm theo lời ngươi nói, không những cứu không được khiếu thiên thú, sợ rằng hiện tại đã là một thi thể. Chuyện này toàn thân thanh dương tông sư lạnh như băng, làm nhị tinh y sư, đối với y đạo có hiểu rõ cực cao sâu. Đối phương nói nhịp nhàng ăn khớp, hoàn hoàn tiến dần lên, phân tích rõ ràng đâu ra đó, không có bất kỳ sai lầm nào, giống như tận mắt nhìn thấy. Ngay cả hắn cũng bội phục không thôi, hắn muốn phản bác, cũng tìm không ra lý do. Người mới vừa nói huyết mạch tiến thiên, là chuyện gì xảy ra? Sợ thanh dương tông sư khó xử, phòng đường chủ vội vàng nói sang chuyện khác trong cơ thể thuộc tính dương bị kích hoạt, ổn định lại, tất nhiên huyết mạch tiến thiên. Ngược lại, sẽ chết. Nói cách khác, hiện tại khiếu thiên thú có thể chịu đựng qua được, tu vi sẽ có tiến bước, nhận được lợi ích cực lớn, không chống đỡ nổi, vậy sẽ chết. Vậy, có thể có phương pháp cứu chữa hay không? Phong đường chủ đầy khẩn trương. Đương nhiên là có, chỉ có điều, có khả năng cần một vị luyện đan sư phối hợp. Trương Huyền có chút do dự nói. Mạc Vũ tiểu thư chính là luyện đan sư chính thức, nàng có thể giúp một tay." Hơi nghiêng vân đào vội vàng nói. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung qua. Cần làm sao, ta có thể ra tay." Mạc Vũ tiểu thư chắp hai tay ở sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Tuy rằng đối với người trước mắt này, nàng không quá thiện cảm, nhưng chỉ cần có thể cứu được Khiếu Thiên thú, bảo nàng làm chuyện gì cũng có thể. Lại nói, những phương diện khác nàng đều kém hơn so với đối phương lần này cuối cùng nàng thể hiện ra thiên phú luyện đan sư có thể mở mày mở mặt rửa sạch nỗi nhục trước đó ngươi không phải là thuần thú lợi hải sao không phải là danh sư học đồ sao không phải ngay cả y đạo cũng có thể nói ra một chút sao tuy rằng những điều này ta đều kém hơn so với ngươi nhưng ta chỉ ít còn có một đan đạo. chí ít ta là một vị luyện đan sư chính thức nhất tinh vẻ mặt nàng kiêu ngạo từ trong đám người đi ra đang muốn hỏi đối phương hỗ trợ như thế nào, đã thấy người thanh niên đối diện nhướng mày, giọng nói mang theo nghi vấn hỏi. Nàng, biết luyện đan sao? Ngươi, mạc vũ tiểu thư thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì lập tức nổi giận. Ngươi còn có thể nói tiếng người hay không? Ta là luyện đan sư nhất tinh, đương nhiên biết luyện đan. Không biết luyện đan thế nào thì đậu thế nào. Sớm biết rằng người này sẽ không nói được lời gì dễ nghe, không nghĩ tới đáng giận như vậy hàm răng nàng nghiến lại vang lên những tiếng két két, tức giận tới mức hít thở dồn dập, ngực không ngừng lên xuống. Người đã nhìn thấy luyện đan sư nào không biết luyện đan sao? Đã từng thấy. Trương Huyền lắc đầu. Ta sợ người cũng nhờ tranh luận đan thành tựu luyện đan sư, như vậy sẽ không biết chế luyện. Tranh luận đan, đây chính là đại sư đan đạo tinh thông đối với luyện đan đến thực lực nhất định mới có thể làm được. Ánh mắt mạc vũ tiểu thư lộ ra vẻ sùng bái loại tiền bối này mỗi một người đều có tài kinh thiên động địa ngươi lại còn nói bọn họ không biết chế luyện đan dược đùa gì thế nếu như ngươi dám ở nghiệp đoàn của luyện đan sư nói như vậy tuyệt đối sẽ bị người ta lập tức đánh chết nàng còn chưa nói hết lời chỉ thấy người thanh niên đối diện lặng lẽ lấy ra một huy hiệu luyện đan sư đeo ở trên người gãi đầu vẻ mặt xấu hổ ta chính là loại tiền bối nàng nói vừa vặn không biết luyện đan Chương 373, chỉ điểm luyện đan 1. Lần này Mạc Vũ tiểu thư thật sự muốn khóc. Ngươi là đang cố ý chơi ta sao? Ta vừa thuần thú nhất tinh, ngươi đã chạy tới, đánh cho man thú của ta một trận, biến thành thuần thú sư chính thức. Vừa rồi vẻ mặt kiêu ngạo nói mình là y sư học đồ, ngươi lại nhảy ra, không chỉ quát mắng y đạo tông sư nhị tinh, còn mở miệng nói ra chứng bệnh cùng với phương pháp giải quyết của khiếu thiên thú. Vốn cảm thấy còn có một đan đạo có thể lấy ra khoe khoang một chút. Kết quả, người liền lấy ra huy hiệu luyện đan sư, nói mình là tranh luận đan thành công. Đến cùng là ta trêu ai gẹo ai. Yên tĩnh biểu diễn một chút khả năng, là khó khăn như thế sao? Tranh luận đan, đó là cái gì? Chính là đồng thời khiêu chiến với 10 vị luyện đan sư chính thức, làm cho bọn họ chịu thua, thông qua sát hạch. Nghe nói loại phương thức sát hạch này vô cùng biến thái, tỷ lệ thông qua ngay cả 1% cũng chưa tới sát hạch ngay cả một phần trăm cũng chưa tới. Ở đây có không ít thuần thú sư đối với tranh luận đan cũng không biết được rõ ràng. Sau khi nghe xong giải thích, mỗi một người đều trợn mắt há hốc ngồm. Làm cho 10 vị luyện đan sư chính thức chịu thua, thông qua sát hạch, phải lợi hại tới mức nào. Trước vân đào đó vẫn cảm thấy mình là thiên tài, hiện tại hắn mới hiểu được, so với vị trương huyền tiền bối này, chúc thiên tư này của hắn, thật sự cái gì cũng không tính, không đáng để nhắc tới. Trận pháp, thuần thú, y đạo, danh sư, luyện đan. Đại ca, ta muốn hỏi một chút, người còn có gì không biết hay không? Ta cũng muốn học tập một chút. Thôi, vẫn đừng nên hỏi, mỗi lần hắn đều nói mình không biết, nếu như thật sự cho là thật, lại ngây thơ nữa, bảo đảm hắn vừa ra tay lại đánh cho ngươi hoàn toàn không có đường nào phản kháng. Không thấy được Mạc Vũ tiểu thư sao? Hắn cũng thấy đau mặt thay cho công chúa. Nói chung người này chính là quái thai, cái gì cũng không nên so sánh với hắn là được rồi. Nàng nếu biết luyện đan, chắc hẳn có mang theo lò luyện đan các loại chứ. Không để ý tới vẻ chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền nhìn lại. Ừ, thư tới nghiến răng nghiến lợi, Mạc Vũ Tiểu Thư vẫn cứng rắn nhịn xuống, bực bội nói. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía mấy vị thuần thú sư. Phong đường chủ, người mau chóng chuẩn bị dược liệu một cái dễ trích dương thảo 30 năm, hai cái dương hỏa diệp 15 năm. Hắn liên tiếp nói ra một loạt tên dược liệu. Nghe đến mấy dược liệu này, Mạc Vũ sửng sốt, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, đồng tử co lại. Ngươi, ngươi sẽ không phải bảo ta chế luyện, trước dương đan chứ. Đúng vậy, Trương Huyền đương nhiên gật đầu. Ngươi đùa gì thế, trước dương đan là đan dược cấp bậc nhị phẩm đỉnh cấp. Ta chỉ là một luyện đan sư nhất tinh, làm sao có thể thành công. Thân thể mạc vô tiểu thư chấn động, thiếu chút nữa thì té xỉu trên mặt đất. Đầu óc người này có vấn đề sao? Trước dương đan, tập hợp 9 loại dược liệu thuộc tính dương hình thành đan dược thuần dương, nhị phẩm đỉnh phong. Cho dù luyện đan sư tam tinh bình thường, cũng rất khó luyện được. Không ngờ hắn bảo mình một người vừa đạt được nhất tinh đến chế luyện. Có nhầm hay không? Yên tâm đi, ta sẽ chỉ điểm. Chỉ cần nàng biết dùng lò luyện đan, có thể khống chế nhiệt độ hỏa diễm là được. Vô cùng đơn giản." Trương Huyền thản nhiên nói, "Biết dùng lò luyện đan, khống chế nhiệt độ hỏa diễm, vô cùng đơn giản." Không nghe giải thích còn tốt, vừa nghe hắn nói xong, Mạc Vũ tiểu thư cũng cảm thấy có phần muốn nổi điên. "Đại ca, người đến cùng có phải là luyện đan sư hay không?" Những kiến thức căn bản này, một vài học đồ đều sẽ. Nếu như luyện đan thật sự đơn giản như vậy, chẳng phải người người đều là luyện đan tông sư sao? Luyện đan không phải máy móc một cộng 1 là hai, mấu chốt nhất chính là khống chế tốt thành phần đan dược và nắm chắc đối với lò lửa. Năm nay nàng vừa đạt được nhất tinh, ngay cả một ít đan dược nhất phẩm lợi hại còn chế luyện không ra, lại chế luyện nhị phẩm đỉnh phong. Quan trọng nhất chính là, luyện đan chỉ có đích thân dùng lực lượng của mình mới có thể khống chế đan dược tiến triển, cố gắng tiến hành bước tiếp theo tốt hơn. Hắn chỉ điểm, nói cách khác, cũng không tham dự chế luyện người này đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy đúng vậy nếu như nàng cảm thấy mình không thể đảm nhiệm được có thể tìm một học đồ qua thú đường khó tìm được luyện đan sư nhất tinh luyện đan học đồ chắc hẳn vẫn có thể tìm được thấy vẻ mặt nàng giống như phát điên trương huyền nhướng mày nữ nhân này có vấn đề một hồi kinh ngạc một hồi khiếp sợ cũng đã nói với nàng ta chỉ điểm nàng luyện đan là được không cần nói nhảm nhiều như vậy nếu như người thật sự cảm thấy mình chơi không được, ta đi tìm người khác. Không cần tìm, để ta tới. Thấy vẻ mặt đối phương coi thường, trong lòng mạc vũ tiểu thư giống như bị một vạn con mèo cào qua, toàn thân cũng sắp phát điên. Nàng cắn giang hừ một cái nói. Nàng ở thiên vũ vương quốc ngoại trừ không sánh bằng vị kia, bất kỳ phương diện nào, đều là một thiên tài siêu cấp nhất đẳng. Thật không nghĩ tới đến nơi góc núi hẻo lánh này, bị một người quê mùa từ nơi xa xôi tới khinh bỉ. Đáng giận. Được lắm, ngươi không phải giả vờ sao? Ta lại xem thử, một lát nữa, ngươi khiến cho ta chế luyện không ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ừ, sớm nói trước với nàng, nghiêm khắc làm dựa theo lời ta nói, không được có một chút sai lầm nào. Rất sợ nàng quấy rối, Trương Huyền nhắc nhở. Chương 374, chỉ điểm luyện đan khai. Yên tâm, tính tình cố chấp của Mạc Vũ tiểu thư cũng tăng lên vậy là tốt rồi trương huyền gật đầu không nói thêm gì nữa biết chuyện khẩn cấp phòng đường chủ không dám do dự trong thời gian không lâu một loạt dược liệu đã được đưa đến trước mặt thú đường tuy rằng không phải là nghiệp đoàn của luyện đan sư nhưng man thú đối với dược vật trời sinh lại thích một ít dược liệu vẫn chuẩn bị rất đầy đủ bắt đầu đi thấy dược liệu đưa đến đầy đủ nhìn qua một lần cảm thấy năm cũng đủ lúc này trương huyền mới thỏa mãn gật đầu rất nhiều chức nghiệp, nếu nói hắn quen thuộc, tất nhiên là luyện đan. Không chỉ vì hắn sát hạch luyện đan sư đầu tiên, quan trọng hơn chính là, ở dưới sự trợ giúp của sách màu vàng, nhìn thấy được tất cả sách trong nghiệp đoàn của luyện đan sư chuyển hóa thành kiến thức của mình. Nói riêng về tri thức căn bản, sợ rằng một ít luyện đan sư nhị tinh, tam tinh còn kém hơn so với hắn. Ừ, trong lòng nghẹn một hơi thở, mạc vũ tiểu thư cũng không nhiều lời vô ích. Cổ tay nàng rung lên, một cái lô đỉnh cực lớn xuất hiện ở trước mắt nàng nàng đốt lửa làm nóng đỉnh lưu loát cho thấy căn bản rất tốt nàng tuy rằng trăm phần trăm cảm thấy không có khả năng chế luyện ra đan dược nhị phẩm nhưng đối phương tự tin như vậy nàng lại thử xem chờ không luyện ra được lại cười nhạo hắn cũng không muộn không sai thấy động tác của nàng lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy hoàn toàn không có chút ngừng lại trương huyền thỏa mãn gật đầu không hổ danh là thiên tài từ Thiên Vũ Vương quốc đi ra. Mặc dù vị Mạc Vũ tiểu thư này thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có chút cao ngạo lạnh lùng, thủ pháp luyện đan quả thực không có gì để nói. So với đám người Bạch Minh, Trần Tiêu hắn nhìn thấy trước đó, nàng cũng lợi hại hơn không ít. Trong lòng hắn xúc động, đi tới trước mặt Lô đỉnh, tiện tay chạm đến một cái. Trương Huyền không nói thêm gì nữa, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngươi nói, hắn có thể thành công không? nhìn hai người đứng ở cách đó không xa, lô thú sư không nhịn được có chút lo lắng. Ta cũng không biết, chỉ có điều, nếu như trước đó nói cho người biết, đánh man thú một trận là có thể khiến cho nó hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành đạt được 45, người có tin không? Phong đường chủ cười khổ. Cái này, ta đánh chết cũng không tin. Lô thú sư có chút do dự. Nếu như trước ngày hôm nay có người nói với hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết người đó đánh một trận lại thuần phục man thú, mức độ trung thành còn đạt được 45. Không phải nói đùa sao? Nhưng hôm nay hắn lại tận mắt nhìn thấy, muốn phản bác cũng phản bác không được. Người thanh niên trước mắt này là Trương Huyền, giống như là người sáng tạo kỳ tích, không ngừng đổi mới nhận thức và hiểu biết của tất cả mọi người đối với thế giới. Chỉ điểm luyện đan, ta từng ở Phong Hào Vương quốc gặp qua một lần. Đó là một vị danh sư Tam Tinh chỉ điểm cho một vị luyện đan học đồ luyện đan thành công, bốn tỏa chấn động kinh ngạc. Thật không nghĩ tới hôm nay còn có thể tận mắt nhìn thấy được. Hai mắt phương thú sư tỏa ra ánh sáng, thì thào tự nói. Lần đó ta cũng biết, chỉ có điều lúc đó chế luyện chính là đan dược nhất tinh. Trương thú sư muốn chỉ điểm cho mạc vũ công chúa chế luyện đan dược nhị tinh đỉnh phong, độ khó tăng không chỉ gấp đôi. Đúng vậy, đan dược mỗi một phẩm cấp đều khó có thể vượt qua so với sông núi còn muốn xa xôi hơn, luyện đan sư nhất tinh sơ kỳ, thật sự muốn có thể chế luyện ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong, truyền đi tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh sợ tới rơi trong mắt. Phong đường chủ, lô thú sư cũng không nhịn được gật đầu. Mau nhìn kia, bắt đầu luyện đan. Trong tiếng nói thầm, bên này dĩ nhiên bắt đầu luyện đan. Hừng hực, lò lửa thiêu đốt, tay ngọc của mạc vô tiểu thư giống như bướm lượn nhành hoa, toàn thân chạy xung quanh lò luyện đan, tản ra từng bóng tàn, để vào các thanh diệp, sau 7 lần hít thở thêm bạch tu thảo, sau 10 lần 4 hít thở thêm trích dương thảo. Sử dụng vân ba thiên huyễn thủ. Trương huyền chắp hai tay ở sau lưng, âm thanh trầm ổn có trật tự truyền đến, hoàn toàn không có chút dừng lại và do dự nào. Trước dương đan tuy rằng được gọi là một trong 9 loại dược liệu thuần dương chế luyện đan dược thuộc tính dương, trong đó vẫn cần không ít dược liệu trung hòa. Nếu không nhiều dược liệu thuộc tính dương như vậy, trộn lẫn vào, không nổ lò mới là lạ. A. À, Mạc vô tiểu thư vốn cũng không cho rằng, căn cứ vào chỉ điểm của đối phương có thể chế luyện ra đan dược nhị tinh đỉnh phong. Chỉ có điều, theo các dược liệu dần dần tập trung vào, xem thường trong lòng nàng dần dần biến mất. Sắc mặt nàng cũng càng lúc càng nghiêm trọng, trong lòng cũng càng lúc càng kinh hãi. Nàng đã nhìn thấy phương pháp luyện đan trước dương đan, chín loại đan dược thuộc tính dương, giống như chín quả đạn nổ. Cho dù có dược liệu mang tính trung hòa, nếu nắm thời cơ chút không đúng, cũng sẽ lập tức nổ tung. Không luyện đan sư ít nhị tinh đều bởi vì khống chế không tốt thời cơ, thuốc hủy lò vỡ. Nhưng bây giờ, nàng đã tập trung năm loại nguyên liệu thuộc tính dương, chế luyện hơn phân nửa, lò luyện đan vẫn vận chuyển, hoàn toàn không có chút dấu hiệu dao động. Nói cách khác, các bước tập trung đan dược ban đầu, thời cơ, không có bất kỳ sai lầm và quên lãng nào, tất cả hoàn mỹ. Điều này làm sao có thể? Phải biết rằng, mỗi cá nhân có tu vi khác nhau. Chân khí không giống nhau, lò luyện đan, lửa than đều hoàn toàn khác nhau, thời gian chế luyện sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, cần phải không ngừng điều chỉnh khống chế thời gian luyện đan, bất kỳ giây phút nào cũng không dám thả lỏng. Thậm chí một người chế luyện hai lần, trạng thái không giống nhau, thực lực không giống nhau, cũng không thể dựa theo trình tự đồng nhất đưa nguyên liệu vào. Luyện đan phức tạp như vậy, dựa theo từng bước hắn nói, không ngờ không một gợn sóng, không có bất kỳ sai lầm nào có thể nào không khiến cho nàng chấn động kinh ngạc được. Quan trọng nhất chính là đối phương làm sao có thể biết thủ pháp luyện đan cùng với trình độ khống chế đối với luyện đan của nàng. Mỗi lần hắn mở miệng đều nói không sai chút nào, không một câu nào vượt quá phạm trù năng lực của nàng. Nàng có thể vững tin, tuyệt đối chưa từng luyện đan ở trước mặt đối phương. Vậy, hắn làm thế nào hiểu rõ cặn kẽ như vậy? Đừng thất thần, nàng đang nguyên mang suy nghĩ đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét lớn. Lúc này nàng mới phát hiện, bởi vì nàng thất thần, một gốc dược liệu được đưa lên không dựa theo đúng thời gian đối phương, trước nửa lần hít thở. Úc, 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 úc. Trong nháy mắt, dương lực sôi trào, lực lượng trước đó ổn định trung hòa, giống như bị lập tức thiêu đốt. Toàn bộ lò luyện đan không ngừng lắc lư. Nguy rồi, sắp nổ lò. Không biết ai kêu lên, tất cả mọi người đều biến sắc. Chương 375, nổ lò 1 nổ lò đám người phong đường chủ không khỏi siết chặt nắm đấm trong quá trình luyện đan nổ lò là chuyện kinh khủng nhất bởi vì luyện đan sư không nắm lực lượng dược liệu ở trong tay dẫn đến cục diện luyện đan biến thành không thể khống chế một khi nổ mạnh dược liệu trong lò bị hủy không có cách nào thành đan là chuyện nhỏ quan trọng nhất chính là toàn bộ lô đỉnh cũng sẽ bởi vậy bị phế bỏ bản thân luyện đan sư chuẩn bị không tốt cũng sẽ bị thương đan dược đẳng cấp càng cao năng lượng trong đó càng cuồng bạo, cũng lại càng dễ dàng nổ mạnh. Nếu như Mạc Vũ Tiểu Thư là luyện đan sư nhị tinh, tu vi đạt được tông sư cảnh, dựa vào lực lượng của chính mình cùng khống chế đối với dược liệu, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ, tiến hành ngăn chặn lực lượng sôi trào. Mà bây giờ, lộ đỉnh lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Không cần nghĩ cũng biết, nổ lò sắp diễn ra, khó có thể cứu vãn. Thất bại sao? Sắc mặt phong đường chủ khó coi hắn biết trước dương đan này đối với thiết sĩ khiếu thiên thú có tác dụng quan trọng tới mức nào. Nếu như có thể chế luyện thành công cho nó dùng, nâng cao lực lượng thuộc tính dương trong cơ thể nó, có lẽ lại có thể thuận lợi hoàn thành huyết mạch tiến thiên, thực lực tăng mạnh. Không thành công, lại càng khó có thể tỉnh lại, chỉ là một con đường chết. Trước đó, đối với chuyện trương thú sư chỉ điểm, mạc vũ tiểu thư luyện đan, hắn còn ôm một chút hy vọng. Lúc này, hắn nhìn thấy được lò luyện đan không ngừng sôi trào, Hắn biết hy vọng này sợ rằng đã trở nên vô cùng mong manh. Nổ lò đan dược bị hủy, đây là chuyện tất nhiên, ai cũng không thể thay đổi được. Kết thúc, Vân Đào cũng không nghĩ tới gặp phải kết quả này, sắc mặt trắng nhợt. Tuy thời gian hắn và người thanh niên này chung đụng không dài, nhưng đối phương không gì không làm được, luôn luôn nở nụ cười tự tin, đã giống như in sâu vào trong tâm thức của hắn. Chẳng lẽ vị Trương Huyền Tiền bối giống như chuyện gì cũng không thể làm khó được? sẽ phải lật thuyền ở trên phương diện luyện đan này hoàn toàn thất bại sao cho ngươi giả vờ lần này xong rồi không giống với những người khác đang khẩn trương hai người chu cẩm hoàng chu tuyên lại nhìn nhau lạnh lùng cười không phải vừa rồi giả vờ rất lợi hại sao ta chỉ điểm nàng luyện đan bảo đảm nàng thành công ta nhổ vào hiện tại nổ lò xem ngươi nói như thế nào tuổi không lớn lắm làm như cái gì cũng biết một lát nữa xem chúng ta cười nhạo ngươi thế nào không để ý tới sự khẩn trương của mọi người trương huyền đang nhướng mày mạc vũ này cũng thật không đáng tin cậy không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại thất thần thật không biết làm thế nào sát hạch thành luyện đan sư tuy rằng đưa lên dược liệu chỉ kém nửa hít thở lại làm cho sự cân bằng trước đó hắn thật vất vả duy trì được liền bị phá tan sai một ly luyện đan sư lợi hại có thể dựa vào lực lượng của chính mình mạnh mẽ áp chế dược tính nổ mạnh bất cứ lúc nào. Mạc Vũ chỉ là luyện đan sư nhất tinh, làm không được điểm ấy. Chỉ có thể dựa vào các loại dược liệu trong lúc đó chế luyện cân đối. Lúc này xuất hiện sai lầm, cứu chữa chậm, thật sự sẽ làm cho tất cả cố gắng trước đó phải thất bại trong gang tắc. Ổn định tâm thần, không nên hoảng hốt, không nên lui về phía sau. Thấy lò luyện đan cũng sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào, Mạc Vũ theo bản năng đã muốn lui về phía sau. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, quát lớn một tiếng. Lúc này tuyệt đối không thể lui lại, một khi lui về phía sau, lò luyện đan mất đi sự khống chế, nổ mạnh cũng thành chuyện tất nhiên. Ta, sắc mặt Mạc Vũ đỏ lên. Thế nào, sợ sao, sớm biết vậy không nên tìm nàng, tìm một học đồ cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Trương Huyền hừ lạnh. Ngươi, Mạc Vũ giận tới dựng lông. Tính cách của nàng cao ngạo, luôn luôn không chịu thua chính là vì nguyên nhân như vậy nàng mới có khả năng một thân kiêm nhiều loại chức nghiệp ở trong mắt người khác được xưng hô là thiên tài ban đầu nhìn thấy được lò sẽ nổ bất cứ lúc nào trong lòng nàng đầy do dự khi nghe được đối phương không ngờ nói tìm nàng luyện đan là nét bút hỏng tìm học đồ cũng mạnh hơn nàng lửa giận trong lòng nàng thoáng chốc bị thiêu đốt nếu như lúc này rút lui một lát nữa còn không phải sẽ bị cười nhạo đến chết sao nàng cắn răng một cái bước chân lui về phía sau cứng rắn ngừng lại. Tiếp theo phải làm thế nào? Trương Huyền biết phép khích tướng của mình đã có tác dụng, tiếp tục phân phó. Lấy số Bạch Dương Diệp còn lại, một khối hồn dương vân ném vào đi. Ném tất cả vào sao? Trong lòng Mạc Vũ sừng sốt, lực lượng đã không khống chế nổi, còn muốn ném dược liệu thuộc tính dương vào. Đây không phải khiến cho nó càng nổ triệt để hơn sao? Không luyện đan như vậy, ban đầu nổ lò tối đa lô đỉnh bị nghiền nát. Nếu như ném hai thứ này vào, không chỉ lô đỉnh nổ mạnh, trong đó điên cuồng phun ra khí tức nóng bỏng, sợ rằng sẽ dễ dàng khiến nàng bị trọng thương. Người này sẽ không phải lợi dụng việc công để trả thù riêng, cố ý chỉnh ta chứ. Nhanh! Lông mày trương huyền dướn lên. Được! Không nghĩ tới đối phương không ngờ quát nàng, sắc mặt nàng trầm xuống, cắn răng. Chết thì chết, cho dù nàng trọng thương cũng tốt hơn so với bị người này cười nhạo. Nàng đáp ứng một tiếng, cổ tay chuyển một cái, nhẹ nhàng rung lên, cuối cùng bỏ dược liệu thuộc tính dương khác nhau vào lò luyện đan. Âm âm, quả nhiên, theo hai dược liệu lớn thuần dương được tập trung vào lò luyện đan, toàn bộ lô đỉnh lắc lư càng kịch liệt hơn. Nếu như lúc trước thoạt nhìn sẽ nổ lò, vậy bây giờ, có thể trăm phần trăm xác định, tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Bởi vì lô đỉnh rất rõ ràng đã không chịu nổi trên vách đỉnh tự nhiên xuất hiện vết nứt. Mọi người lui về phía sau. Sắc mặt phong đường chủ nghiêm trọng, một luồng chân khí từ trong cơ thể dâng trào ra, ngăn cản ở phía trước. Mọi người cũng biết nổ lò nguy hiểm, đồng loạt lui về phía sau. Tất cả mọi người đều giống như gặp phải kẻ địch lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc sắc, sắc sắc. chương 376, nổ lò 2. Vết nứt trên vách đỉnh càng lúc càng lớn, khí tức càng cuồng bạo mãnh liệt hình như đã không chịu nổi nữa. cho thêm vào thanh cát thảo, tử vi hoa. trên mặt vẫn không có chút bối rối nào. trương huyền tiếp tục phân phó. biết chỉ có thể nghe lời của đối phương, mạc vũ tiểu thư lại không có bất kỳ đường lui nào. xoay người nắm lấy dược liệu có tính trung hòa trong miệng đối phương vừa nói, bỏ vào trong đó. lúc này, ném hết tất cả dược liệu. dược liệu được bỏ vào, lô đỉnh càng sôi trào, sóng nhiệt tỏa ra khiến không khí cũng xuất hiện vặn vẹo nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không kìm lòng được lau mồ hôi lạnh, tâm tình không tự chủ được khẩn trương theo. Gia tăng gấp đôi hỏa lực. Trương Huyền tiếp tục phân phó. Tăng hỏa lực. Mạc Vũ Tiểu Thư siết chặt nắm tay. Đã không chịu nổi, còn muốn tăng hỏa lực, quả thực chính là ném thuốc nổ vào trong dầu. Chỉ có điều, trong lòng nàng đưa ra quyết định, cũng không quản đến cùng sẽ như thế nào, lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra chân khí. Hừng hực, bị chân khí phát động, hỏa diễm trong nháy mắt tăng mạnh lên gấp đôi. Ngọn lửa cực nóng lập tức bao phủ toàn bộ lò luyện đan vào bên trong. Giang rác, giang rác, giang rác. Ban đầu, dược lực bên trong lò luyện đan trùng kích đã lớn, lô đỉnh dĩ nhiên không chịu nổi. Lúc này lại tăng lên hỏa diễm, nó làm sao có khả năng kiên trì, liên tiếp phát ra những âm thanh rắc rắc. Vết nứt trước đó rất nhỏ đột nhiên tăng lên. Nổ. Trong đám người có một tiếng thét kinh hãi vang lên chỉ thấy lô đỉnh xuất hiện vết nứt, lại không chịu nổi nữa. Âm, um, một tiếng động rất lớn vang lên. Một sóng khí nóng rực trong nháy mắt phóng lên cao, lò luyện đan vốn kiên cố rất nặng, chia năm xẻ bảy, từng mảng bắn nhanh ra bốn phía. Kết thúc rồi. Mạc Vũ Tiểu Thư đang đưa chân khí vào, không nghĩ tới đột một nổ mạnh như thế, căn bản không kịp phản ứng. Ngay cả chạy trốn nàng cũng không kịp, lại cảm thấy khí ép cực lớn đập vào mặt trong khí ép ẩn chứa mảnh nhỏ của lò luyện đan. Nếu thật sự bị đập trúng, cho dù thực lực của nàng không kém, tất nhiên bản thân cũng bị trọng thương. Kết thúc rồi, thật sự bị người này hại. Trong lòng nàng thầm dùng mình, nàng biết mình đã không có cách nào chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển chân khí trong cơ thể, bảo vệ điểm yếu hại. Vù! Lại ở trong lúc nàng cho rằng lần này bản thân tất nhiên bị trọng thương, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Âm âm âm, Sóng khí cuồng bạo, hoàn toàn muốn nổ tung lên, bóng người đứng ở trước người nàng vẫn không nhúc nhích, giống như một ngọn núi lớn, chống đỡ tất cả công kích tới trên người mình. Trương Huyền, lúc này nàng nhận ra được, bóng người này chính là người khiến cho nàng chán ghét. Trong nháy mắt nổ mạnh, hắn ngăn cản ở trước mặt nàng, ngăn cản tất cả lực trùng kích. Vành mắt nàng thoáng cái đỏ lên. Không nghĩ tới người này mặc dù nói chuyện rất khó nghe, làm việc lại hoàn toàn không có chút hàm hồ nào. Trước đó, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên, Vân Đào gì đó đều nói vì nàng cái gì cũng dám làm. Thật sự đến thời khắc mấu chốt, lại không có động tính. Ngược lại là người ăn nói khó nghe này, lại ngăn cản ở phía trước. Vù, bụi bặm biến mất, lô đỉnh vừa rồi đứng sừng sững, lúc này đã biến thành từng miếng sắt vỡ. Lửa than cũng bắn ra tung tóe. Trương Huyền đứng ở trước mặt lô đỉnh bị nổ, thay mạc vũ tiểu thư ngăn cản tất cả công kích. Trên người hắn là một mảnh hỗn độn, y phục nghiền nát, khuôn mặt cháy đen. Người không sao chứ? Đám người phong đường chủ đã đi tới. Ta không sao. Trương Huyền lắc đầu. Thân vàng thiên đạo phối hợp với chân khí thiên đạo, từ lâu đã khiến cho phòng ngự của hắn có thể so sánh với sắt thép. Uy lực nổ lò tuy rằng không nhỏ, cũng chỉ khiến hắn bị thương ngoài ra mà thôi, căn bản không thương tổn đến căn bản. Không có việc gì là tốt rồi, thực sự chế luyện không ra, Ta hiện tại phái người đi Bắc Hư Vương quốc tìm Vương Tinh Đan sư ra tay. Phong Đường chủ thoải mái một câu, "Vương Tinh Đan sư, hội trưởng nghiệp đoàn luyện đan sư của Bắc Hư Vương quốc, luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong." Người khác muốn cho hắn ra tay rất khó, nhưng Phong Đường chủ cùng hắn có chút quan hệ cá nhân, lại là địa vị ngang hàng. Bảo hắn ra tay không tính là quá khó khăn. "Không cần." Trương Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Chu Cẩm Hoàng Chu Tuyên vội vàng đi tới trước mặt, nâng Mạc Vũ Tiểu Thư dậy, vẻ mặt quan tâm. Mạc Vũ Tiểu Thư, nàng không có bị thương chứ. Thấy lúc này bọn họ mới qua, Mạc Vũ lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu. Vừa rồi lô đỉnh nổ mạnh, lực trùng kích đều bị người thanh niên kia ngăn cản. Nàng chỉ bị sợ hãi, trên người cũng không có bất kỳ thương thế nào. Đều là tại người này, còn nói chỉ điểm luyện đan, giả vờ thật lợi hại. Kết quả như thế nào? Không chỉ nổ lò, còn thiếu chút thương tổn đến mạc vũ tiểu thư. Nếu như nàng thật sự có vấn đề gì, người có thể chịu trách nhiệm được sao? Luyện đan không phải trò đùa, chỉ điểm là được, người cho rằng mình là danh sư sao? Cho dù là danh sư, cũng không dám nói chỉ điểm luyện đan sư nhất tinh, chế luyện đan dược nhị phẩm. Thực sự không biết tốt xấu. Thấy nữ thần không nói lời nào, hai người càng thêm tức giận, quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền, hừ lạnh nói. Im lặng, vốn đã thất vọng đối với hai người này, không ngờ thấy bọn họ lại nhảy, lại càng thêm tức giận, sắc mặt mạc vũ tiểu thư trầm xuống. mạc vũ tiểu thư không nghĩ tới giúp nàng chút giận, lại vỗ tới trên móng ngựa. hai người đang muốn giải thích vài câu, lại thấy nữ thần đi hai bước tới trước mặt trương huyền, vẻ mặt áy náy. đan dược không luyện thành là sai lầm của ta, thật sự không được, lại chế luyện lại một lần nữa. lần này ta bảo đảm không thất thần nữa không có việc gì trương huyền xua tay hoàn toàn không để ý chút nào cảm ơn ngươi vừa rồi ngăn cản ở trước mặt ta thay ta ngăn cản lực lượng nổ lò chưa bao giờ có một nam nhân nào làm như vậy tâm ý của ngươi ta đã biết thấy vẻ mặt đối phương không để ý mạc vũ tiểu thư càng hổ thẹn không nhịn được nói khụ khụ dùng lại nàng suy nghĩ quá nhiều ta không phải giúp nàng ngăn cản lực lượng nổ lò trương huyền lắc đầu bàn tay duỗi ra một cái, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm mấy viên đan dược. Ta là thu đan dược vừa chế luyện được. chương 377, nửa bước trí tôn 1. Đan dược, mạc vũ tiểu thư sửng sốt, biến sắc, môi không ngừng run rẩy Lẽ nào, vừa chế luyện thành công? Trước khi nổ lò, tất cả mọi người cho rằng thất bại. Nhưng trong tay đối phương cầm đan dược, trơn nhẫn êm dịu, để lộ ra khí thức thuộc tính dương cường đại, không phải trước Dương Đan lại là cái gì? Thành công? Sao có thể như vậy được? Mạc Vũ tiểu thư kinh ngạc kêu lên, những người khác lúc này mới chú ý tới đan dược trong tay Trương Huyền. Mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra vậy? Không ngờ, thành đan. Nhất là hai người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên càng giống như bị tất một cái, thân thể cứng đờ. Vừa ngôn từ chính nghĩa mắng đối phương, kết quả đối phương lại lấy ra đan dược lò luyện đan cũng nổ thành mảnh vụn rơi đầy đất bã thứ này từ nơi nào xuất hiện nếu như không phải bốc hơi nóng sặc sỡ lóa mắt hoàn toàn không có chút năng lượng tản ra hình dáng vừa chế luyện ra bọn họ cũng hoài nghi có phải hắn đã sớm có đan dược này cố ý lấy ra ở trước mặt mọi người giả vờ giả vịt hay không lò luyện đan không phải nổ rồi sao đan dược này của ngươi trên người run rẩy chu cẩm hoàng không nhịn được nói những người khác cũng đồng loạt nhìn qua đều cảm thấy đầu óc choáng váng không thể tin được ai nói nổ lò lại không luyện được đan nhí mắt trương huyền lại nâng lên nổ lò cũng có thể luyện thành đan dược sao tất cả mọi người đều choáng váng nổ lò người người đều biết là tượng trưng cho luyện đan thất bại người này thì hay rồi lô đỉnh vỡ khắp nơi đan dược lại hoàn hảo giống như lúc ban đầu đến cùng có chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì phong đường chủ không nhịn được hỏi làm đường chủ thú đường, xem như là kiến thức rộng rãi. Nhưng trong trường hợp trước mắt, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lô đỉnh chỉ là môi giới luyện đan, thật sự khiến cho đan dược thành hình là đan hỏa và dược liệu. Thấy tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Trương Huyền giải thích. Vừa rồi thời điểm Mạc Vũ tiểu thư đặt một dược liệu, thời gian không nắm chắc được, khiến cho khí tức xông tới. Chỉ có điều, thời khắc cuối cùng, tăng thêm hỏa lực ở thời điểm lô đỉnh nổ mạnh, đồng thời tự nhiên thành đan. Nếu như đối phương nghiêm khắc dựa theo trình tự của hắn chế luyện, nhất định có thể chế luyện ra trước Dương đan. Đáng tiếc Mạc Vũ tiểu thư ở thời khắc mấu chốt thất thần, dẫn đến xuất hiện sai lầm. Chỉ có điều, chỉ cần luyện đan, sách bên trong thiên đạo đồ thư quán có thể đổi mới bất cứ lúc nào. Hắn cũng không vì một lần sai lầm liền buông tha, tiếp tục chỉ điểm luyện đan. Quá trình vẫn né tránh sai lầm, tuy rằng không bảo vệ được lô đỉnh đan dược cuối cùng vẫn chế luyện thành công. Lô đỉnh nổ mạnh lúc thành đan. Điều này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người giống như phát điên. Tuy rằng nghe được giải thích, bọn họ vẫn không thể tin được. Đan dược ở bên trong lô đỉnh, làm sao người biết thành đan? Hơn nữa còn là đồng thời nổ mạnh, vậy phải khống chế đối với dược liệu rất cao thâm mới có thể làm được đi. Thời điểm người khác cho rằng hắn chỉ là thuần thú sư, hắn đứng ra nói mình tinh thông y đạo, thời điểm cho rằng hắn chỉ biết hy đạo, hắn lại chạy đến nói mình là luyện đan sư. Ngươi là luyện đan sư chúng ta cũng nhịn, tinh thông nhiều chức nghiệp không tính là gì cả. Nhưng ngươi lại nói không biết luyện đan. Được rồi, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không biết luyện đan, lại chỉ điểm một vị luyện đan sư nhất tinh chế luyện thành công đan dược nhị phẩm, đồng thời ở thời điểm nổ lò thành đan cũng có chút không nói được. Mọi người đều nói thiên tài không đi đường thường, nhưng con đường này của ngươi cũng quá không tầm thường, mỗi lần đều ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lô đỉnh nổ, đan dược ở bên trong, tất nhiên không có việc gì. Chỉ có điều, ta biết nếu như không nhanh chóng bảo vệ tốt đan dược, bị vụ nổ mạnh trùng kích, vẫn sẽ khiến đan dược bị nổ thành bụi phấn. Cho nên, ta lại vào tới, trong nháy mắt khi phát nổ, cầm đan dược ở trong lòng bàn tay. May là thành công. Trương Huyền xúc động một câu, nhận lại nhìn về phía trước mắt mạc vũ tiểu thư, vẻ mặt thành khẩn. Ta vừa rồi thật sự vì cứu đan dược, nàng là người luyện đan, đan dược ra lò, tất nhiên bay về phía bên phía nàng. Cho nên, ở trước mặt nàng là vị trí tốt nhất. Nàng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta thật sự không phải cố ý cứu nàng. Ngươi, thấy bộ dạng nghiêm túc của đối phương, ra mặt mạc vũ tiểu thư co giật, thân thể run lên một ngọn lửa giận từ trong lồng ngực bắt đầu sôi trào, thiếu chút nữa bùng phát. Trước đó nhìn thấy được hắn phấn đấu quên mình xông lên ngăn cản trước mặt mình, nàng cảm động không thể tăng thêm được nữa. Kết quả lời này vừa ra, thiện cảm vừa xuất hiện, lập tức tiêu tan thành mây khói. Đáng giận thật đáng giận. Có thể nói chút tiếng người được không? Người khác thật vất vả thu được thiện cảm của mỹ nữ, cho dù không nghĩ như vậy, cũng nhất định sẽ giả vờ thân sĩ, nho nhã lễ độ thừa nhận hắn thì hay rồi, vội vã từ chối, song sơn hư rất sợ sẽ dính vào. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là đại mỹ nữ số một số hai, còn là công chúa của một nước, địa vị được tôn sùng. Gấp gáp ném sạch quan hệ như vậy, có ý gì? Là ta không xứng với ngươi, hay cảm thấy ta quá xấu? Mạc vũ tiểu thư tức giận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt. Nếu không biết không phải là đối thủ, khẳng định nàng đã sớm lập tức đánh một trận tơi bời. Hít sâu mấy hơi, kìm chế lửa giận trong lòng, hàm răng nàng cắn chặt. Ta địa vị cao quý là công chúa Thiên Vũ Vương quốc, sẽ không thiếu người ân tình. Nói ngươi đã cứu ta chính là đã cứu ta, ngươi muốn cái gì, mở miệng là được. Nói như vậy, cứu nàng có thù lao. Trương Huyền sửng sốt. Không sai. Mạc Vũ tiểu thư cắn răng. Hóa ra là như vậy. Trương Huyền nghiêm sắc mặt, trong ánh mắt mang theo hào khí. Thật ra vừa rồi khi ta nhìn thấy nàng rất nguy hiểm, lúc này mới phấn đấu quên mình xông tới. Đan dược, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứu nàng mới là quan trọng nhất, nàng xem ta hiện tại đã bị thương, nếu như có thể cho khoảng một ngàn vạn, hoặc một ít đan dược chữa thương, ta sẽ không ngại. Mạc Vũ Phong đường chủ, những người khác, đã thấy vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Mạc Vũ tiểu thư càng bị nghẹn một hơi thở không ra được, thiếu chút nữa thì chết náo loạn nửa ngày nàng đường đường là công chúa của một nước không ngờ không có mị lực bằng những thứ vàng trắng này đan dược chế luyện ra làm thế nào mới có thể cứu chữa cho khiếu thiên thú lại trực tiếp dùng nó như vậy sao khóe miệng phong đường chủ giật một cái hắn nhìn thấy mạc vũ công chúa sắp muốn khóc vội vàng nói chen vào cắt ngang sự xấu hổ hắn sợ không nói lời nào để mặc cho tiếp tục phát triển như vậy vị công chúa vương quốc nhất đảng này sẽ bị trực tiếp tức chết ở chỗ này a à, dùng nước hòa tan, sử dụng chân khí chuyển nó xuống. Trương Huyền đưa qua một viên trước dương đan, hai viên còn lại thuận lý thành trương thu vào chiếc nhẫn chữ Phật. Được, biết phương pháp cứu chữa, không có quá nhiều do dự, đám người phong đường chủ vội vàng hòa tan đan dược, đút cho khiếu thiên thú đang hôn mê. Úc, úc, úc. trăm bảy mươi 378, nửa bước trí tôn 2. Đan dược tan ra thành nước thuốc vừa tiến vào trong cơ thể khiếu thiên thú, lập tức phát ra âm thanh giống như tiếng sấm. Một khí tức nóng rực từ trong cơ thể nó bay lên ra, giống như dầu sôi bị thiêu đốt trong nháy mắt. Bùm bùm, thời gian không lâu, một âm thanh gân cốt chuyển động vang lên. Hình thể cực lớn của khiếu thiên thú, lại tăng, khiến người ta có một loại cảm giác càng đồ sộ hơn. Vù, con man thú cực lớn này chợt mở mắt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thay đổi bất ngờ, âm thanh vang vọng sơn cốc cảm nhận được uy áp cường đại của nó, tất cả man thú của thú đường đều ngậm miệng lại, mỗi một con đều run rẩy. Đây là nửa bước trí tôn, trực tiếp từ tông sư cảnh đạt tới nửa bước trí tôn. Đồng tử của phong đường chủ co lại, môi run rẩy. Đám người lô thú sư đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nổi. Thiết sĩ khiếu thiên thú huyết mạch tiến thiên thành công, thực lực tăng lớn, bọn họ đã sớm nghĩ đến. Chỉ là không nghĩ tới, lại lợi hại như vậy, trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích của tông sư, đạt tới nửa bước trí tôn. Trí tôn cảnh, cảnh giới cao nhất của võ giả, so với tông sư cường đại không chỉ gấp đôi, là nhân vật thực sự đỉnh phong. Tuy rằng khiếu thiên thú chỉ là nửa bước trí tôn, còn không có hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới này, nhưng cũng không xa. Cường giả loại này, cho dù ở thiên vũ vương quốc, cũng tuyệt đối được gọi là cấp bậc lão tổ. Thú đường ở huyền lạc sơn mạch, có man thú lợi hại như thế chấn thủ, Đối với toàn bộ phân bộ bọn họ mà nói, địa vị cũng sẽ trong nháy mắt mạnh thêm. Hắn quả nhiên là đúng. Sắc mặt Thanh Dương tông sư trắng nhợt, lui về sau hai bước. Nếu như nói trước đó đối với lời nói của người thanh niên này, hắn còn có chất vấn. Nhưng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Đối phương nói không có sai lầm chút nào, trong cơ thể thiết xỉ khiếu thiên thú thuộc tính thật sự xung đột, dẫn đến hôn mê nếu như thật sự đi làm theo suy nghĩ của hắn, đừng nói thành tựu nửa bước trí tôn, sợ rằng vị man thú cường đại này dĩ nhiên tử vong. Thân là y sư nhị tinh, chữa vô số người, không nghĩ tới lại bởi vì một con man thú lại ngã bổ nhào. Toàn thân hắn dường như thoáng cái già đi 10 tuổi, lại không còn uy phong lẫm liệt giống như lúc mới tới. Chưa đủ 20 tuổi, có thể liếc mắt nhìn ra căn bệnh của khiếu thiên thú, chỉ điểm luyện đan sư nhất tinh chế luyện ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong môi hắn run rẩy không nhịn được nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa càng nhìn hắn càng cảm thấy khó có thể tin nổi loại năng lực này đừng nói là hắn cho dù lưu sư nổi danh nhất bác vũ vương quốc sợ rằng cũng làm không được người như thế chỉ cần không ngã xuống sau này tất nhiên sẽ nổi danh khắp thiên hạ danh tiếng chấn động vương quốc tiểu huynh đệ người tên là gì hắn không nhịn được hướng về phía trước nhìn sang ta trương huyền liếc mắt một cái ta là linh tinh linh tinh thanh dương tông sư cứng đờ vừa rồi đối phương sờ khiếu thiên thú một chút hắn nói người ta là nhân vật nhỏ linh tinh muốn phong đường chủ đánh đuổi không nghĩ tới lúc này người ta lại ném trở về hắn là nhân vật lớn được thú đường đặc biệt mời tới không chữa trị tốt cho khiếu thiên thú thiếu chút nữa chị chết người ta nhân vật nhỏ linh tinh không những chữa trị tốt còn khiến cho nó đột phá gông cùng xiềng xích đạt được nửa bước trí tôn chỉ cảm thấy da mặt nóng dần lên, thanh dương tông sư một khắc cũng đợi không nổi. Phong đường chủ, lô thú sư, vương thú sư, tại hạ từ biệt. Nói xong hắn xoay người rời đi, ngay cả man thú bay của thú đường cũng không cưới, đi nhanh rời khỏi đó. Lần này xem như là mất mặt quá mức rồi, hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại. Này! Thấy Trương Huyền nói một câu khiến cho đường đường lại y đạo tông sư xấu hổ rời khỏi đó, khóe miệng tất cả mọi người đều co rút. Người này thoạt nhìn cái gì cũng không tính toán, thật sự muốn so đo, đúng là khủng khiếp. Có thể nói, nghẹn chết người không đền mạng. Liễu thú sư, người đi tiến thanh dương tông sư một chút. Cũng không nghĩ tới trương huyền lại nói như vậy, phòng đường chủ cười khổ lắc đầu, an bài một câu. Trẻ tuổi khí thịnh, lại có bản lĩnh, bị người nói như thế, phản kích một câu cũng coi như là bình thường. Vâng, vị lão nhân trước đó vội vàng đuổi theo. Thanh Dương Tông Sư khám sai, không phải trình độ của hắn không đủ, mà là hắn chuyên khám bệnh cho người, đối với man thú vốn có chút mới lạ. Còn nữa, chỉ cần là y sư, ai có thể bảo đảm, mỗi lần đều có thể chẩn đoán bệnh chính xác. Đừng nói hắn, sợ so rằng y sư cửu tinh cũng làm không được. Chứng bệnh có trăm kỳ ngàn quái, vô số, bất kỳ ai cũng không dám nói đã nhìn thấy tất cả chứng bệnh, bất kỳ ốm đau nào đều có thể chữa trị. Chỉ có am hiểu và không am hiểu mà thôi vù vù. Lô thú sư rời khỏi, khí tức của khiếu thiên thú không ngừng leo lên, cuối cùng ngừng lại. Cái đầu cực lớn dạo qua một vòng, rơi vào trên người Trương Huyền, gào thét một tiếng, đi vài bước tới trước mặt hắn, đầu thấp xuống, quay về phía hắn cọ loạn. Đây là, chủ động thuần phục. Con thiết sĩ khiếu thiên thú này tuy là do thú đường nuôi dưỡng, lại chưa bao giờ thuần phục qua bất kỳ kẻ nào, không phải là thú sủng của bất kỳ kẻ nào lúc này không ngờ nói lại chủ động thuần phục Trương Huyền. Tất cả thuần thú xưa ở đây, trong mắt đồng thời muốn rơi ra, thiếu chút nữa thì sợ ngất đi. Nhất là phong đường chủ, toàn thân còn run rẩy sắp muốn khóc. Vừa rồi nói thú đường bọn họ sắp quật khởi, kết quả con man thú này lại thuần phục người khác. Một khi nó theo chủ nhân rời khỏi, không chấn thủ, còn quật khởi cái rắm Người muốn thần phục ta sao? Trương Huyền cũng sững sờ, lập tức bừng tỉnh nó có thể vì tỉnh lại biết được ngọn nguồn sự tình biết mình cứu nó một mạng dưới sự cảm kích muốn nhận chủ được rồi vừa vặn hắn cảm thấy tốc độ của thanh ưng thú không đủ nhanh khiếu thiên thú nếu đạt tới nửa bước trí tôn cảnh tốc độ cũng đủ rồi từng giọt từng giọt máu ở ngón tay hắn bay ra để cho khiếu thiên thú dùng một ý niệm thần phục trong nháy mắt lại truyền đến quả nhiên giống như hắn phỏng đoán khiếu thiên thú biết mình thiếu chút nữa bị người cắt của quý lại biết người trước mắt này cứu nó một mạng, thậm chí hỗ trợ đột phá, lúc này mới vội vàng nhận chủ. Sau khi nhận chủ, thật sự có vấn đề gì, có thể liên hệ với chủ nhân, chỉ ít sẽ không nguy hiểm giống như trước kia. Ừ, biết những điều này, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Hắn không nghĩ tới đi một chuyến đến thú đường, không chỉ thuần phục ba con man thú, còn trở thành thuần thú sư nhất tinh, đổi lại thành trước kia, hắn tuyệt đối không ngờ được. Ai, đúng, phong đường chủ, trước đó ta hỏi ngươi, thuần thú sư nhị tinh sát hạch thế nào, ngươi nói phân nửa, còn không có nói cho ta biết. Đột nhiên nhớ tới một việc, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Trước đó hắn hỏi thăm sát hạch thuần thú sư nhị tinh thế nào, vừa vận thanh dương tông sư đi tới, phong đường chủ không có thời gian trả lời. Lúc này không có chuyện gì, vừa lúc để hắn hỏi rõ ràng. Mặc dù có con thiết sĩ khiếu thiên thú này, đã có cơ hội sát hạch nhị tinh, không bằng một nước thi xong lại tính sau này đi thú đường khác, cũng có thể cưỡi thú tông sư cảnh miễn phí. Sát hạch thuần thú sư nhị tinh. Phong đường chủ lắc đầu. Ngươi không cần thi. Không cần thi. Đúng, bởi vì, ngươi đã thông qua sát hạch, hiện tại đã là một vị thuần thú sư nhị tinh. Phong đường chủ cười khổ. chương 379, trận thi đấu thuần thú lớn 1. Thông qua sát hạch, Trương Huyền giống như hòa thượng sở không thấy tóc. Ta sát hạch, lúc nào? đối phương còn không có nói hết lời lại tới trị liệu cho con khiếu thiên thú này hiện tại hắn ngay cả nội dung sát hạch thuần thú sư nhị tinh là gì cũng không biết thế nào lại đột nhiên thông qua thuần thú sư nhị tinh sát hạch so với nhất tinh đơn giản hơn nhiều chỉ cần thuần phục một con man thú tông sư cảnh là được hiện tại khiếu thiên thú thuần phục về phía ngươi đã hoàn toàn phù hợp điều kiện lô thú sư đứng một bên mở miệng ách đơn giản như vậy sao Trương huyền trợn mắt há hốc ngồm. Sát hạch nhất tinh, hắn lại phải chạy nhanh, lại còn trả lời, không nghĩ tới nhị tinh dễ dàng như vậy. Nghe được lời của hắn, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Man thú đạt được tông sư cảnh, đều có khí độ và ngạo khí của mình, không có khả năng dễ dàng thuần phục nhân loại. Từ chuyện khiếu thiên thú nhiều năm như vậy chưa từng thuần phục người khác là có thể nhìn ra. Người trùng hợp ở thời điểm nó sinh bệnh, hỗ trợ chưa tốt mới khiến cho nó mang ơn trực tiếp thuần phục đổi lại thành bình thường làm gì có chuyện đơn giản như vậy được trương thú sư huy hiệu thuần thú nhị tinh của ngươi có khả năng ngày hôm nay không làm được ít nhất phải đến ngày mai mới có thể đưa tới ngày hôm nay không bằng không đi nữa vừa vặn ta cũng có chuyện thương nghị cùng ngươi phong đường chủ cười nói chuyện này trương huyền do dự khiếu thiên thú đạt được nửa bước trí tôn tốc độ nhanh hơn hồng liên sơn mạch mặc dù xa hai ngày là đến được sáng mai lại đi cũng không tính là gì cả phong đường chủ tiếp tục nói được rồi ngẩng đầu nhìn qua trải qua một hồi lăn qua lăn lại quả nhiên trời đã tối gần hoàng hôn trương huyền gật đầu đồng ý vậy trương thú sư mời đi bên này thấy hắn đáp ứng vẻ mặt phong đường chủ cao hứng bắt chuyện một câu đi thôi trương huyền gật đầu đi theo những người khác thấy khiếu thiên thú không chỉ được chữa trị tốt còn thuần phục người khác, biết có tiếp tục đợi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi một người đều xoay người rời khỏi đó. Người nói, trương thú sư không chỉ chữa trị cho khiếu thiên thú, còn khiến cho nó thuần phục, thành thú sùng. Thanh dương tông sư cũng khám không ra bệnh, hắn hỗ trợ khám. Người sẽ không lừa ta chứ? Thiết sĩ khiếu thiên thú đột phá thành nửa bước trí tôn. Tin tức rất nhanh được truyền ra, tất cả mọi người thú đường nghe được mỗi một người đều không thể tin được. Nhất là trầm bích như chờ ở bên ngoài, càng trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết rằng vị trương lão sư này đi tới chỗ nào cũng không sống yên ổn. Nhưng nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại không yên ổn tới như thế. Thanh dương tông sư không nhìn ra chứng bệnh, hắn lại nhìn ra. Người này hiểu rõ đối với y đạo từ khi nào. Thuần phục khiếu thiên thú trở thành thuần thú sư nhị tinh. Không biết, trở lại nói cho Hàn Quỳnh biết chuyện này, nàng sẽ tin tưởng hay không tiêu hóa một hồi từ trong miệng vân đào biết được tin tức chính xác trầm bích như lại cười khổ bằng hữu tốt của nàng hàn quỳnh tốn vô số tinh lực cũng mới thi được một thuần thú học đồ đã nhiều năm nàng ấy vẫn không có cách nào trở thành thuần thú sư chân chính đến người này thì hay rồi tới thú đường một chuyến vốn chỉ vì ngồi thú cưỡi kết quả không chỉ trở thành thuần thú sư chính thức còn là nhị tinh quan trọng hơn chính là ngay cả bảo bối giữ nhà của thú đường cũng bị hắn bắt cóc nếu như nói chuyện này với hàn quỳnh thật sự nghi ngờ nàng ấy có thể lập tức phát điên hay không trở thành thuần thú sư nhị tinh đãi ngộ cũng nâng cao lập tức được phân một phủ đệ ở bên trong thú đường trương huyền biết trầm bích như tạm thời cũng không chỗ ở để nàng tạm thời tiến vào trong hắn đi theo phía sau phong đường chủ đi tới một đại sảnh rộng rãi trương thú sư tư chất trời sinh xuất sắc còn là một vị danh sư học đồ. Nói vậy thứ này tất nhiên có chút tác dụng. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Phong Đường chủ mỉm cười, lấy ra một vật đưa tới. Trương Huyền tiện tay tiếp nhận, không nhịn được sửng sốt. Minh Lý Ngọc Tinh. Phong Đường chủ đưa tới, không phải là vật gì khác, chính là Minh Lý Ngọc Tinh trước đây phụ thân Triệu Nhã, Triệu Phong thành chủ đưa cho mình, có trợ giúp cực lớn đối với độ tâm cảnh Minh Lý cảnh. Không sai. Phong Đường chủ gật đầu. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Trước đây Triệu Phong lại lục soát khắp toàn bộ Bạch Ngọc Thành mới tìm được một khối đủ thấy chân quý. Hiện tại vị phong đường chủ này tiện tay liền đưa ra. Vật này là ta nhận được trong lúc vô ý, đối với thuần thú sư mà nói cũng không có tác dụng. Ngươi là danh sư học đồ, muốn sát hạch danh sư, nâng cao độ tâm cảnh là tất nhiên. So với lãng phí lưu lại ở trong tay ta, còn không bằng đưa ra. Nhìn ra được nghi ngờ của hắn, Phòng đường chủ nói. Trương Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, hắn lại thấy lô thú sư ở bên cạnh cũng cười khanh khách nhìn qua. Ta thấy tu vi của Trương thú sư đã đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong, gờ cách nửa bước tông sư cũng không xa. Chỗ của ta vừa vặn có công pháp và tâm đắc lúc tu luyện trước đây, trực tiếp tặng cho ngươi. Tuy rằng ngươi có lão sư lợi hại, những cái này không tính là gì cả, cũng xem như một chút tâm ý của ta. Nói xong, hắn lấy ra mấy quyển sách, đưa tới. Trương huyền tiện tay mở ra, chính là bí tịch và tâm đắc tu luyện từ thông huyền cảnh đột phá nửa bước tông sư. Ta không hào phóng giống hai lão đầu bọn họ, cũng không có nhiều thứ tốt như vậy. Ta chỉ có một thanh trường kiếm, thanh nham tử luyện khí tông sư ở thiên vũ vương quốc tự tay dừng, sẽ đưa cho trương thú sư. Vương thú sư cũng cười vuốt dâu, lấy ra một thanh trường kiếm đưa tới. Không vội, thấy ba lão đầu vừa đến lại tặng đồ, hơn nữa vẻ mặt còn tươi cười nhìn qua, Trương Huyền vội vàng xua tay. Không công không nhận lộc. Hắn còn không có cảm thấy mặt mũi mình lớn như vậy, có thể khiến cho ba thuần thú sư nhị tinh lớn vừa gặp mặt đã đưa bảo bối. Ba vị thú sư có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Trương thú sư không hổ danh là người thẳng thắn. Chương 380, trận thi đấu thuần thú lớn hai. Phong Đường chủ và hai vị khác liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Đã như vậy, ta lại nói ra, thật ra chúng ta là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ, ta sao? Trương Huyền sửng sốt. Mình tuy rằng thành thuần thú sư nhị tinh, nhưng mấy vị này cũng vậy. Lại nói ở thú đường đợi lâu như vậy, người già thành tinh, còn có chuyện cần nhờ hắn sao? Lẽ nào, phương pháp đánh thuần thú là sư phụ ta sáng chế. Lão nhân gia ta đã thông báo, không thể truyền ra ngoài. Cho nên, xem xong kho thư viện của thú đường hắn cũng biết vì sao đánh một trận lại thuần phục man thú, lại khiến cho mọi người giật mình như thế. Bởi vì chân khí thiên đạo tinh thuần, cùng thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra chỗ man thú thiếu hụt, mới có thể khiến cho nó thuần phục. Cho dù truyền thụ, bọn họ cũng học không được, làm không tốt còn có thể để lộ ra thần công thiên đạo. Ba lão đầu này vừa thấy mặt lại cho đồ, lại nói có việc thỉnh cầu, muốn học cái này, mình cũng phải có năng lực dạy. Vẫn nên sớm từ chối rồi lại nói dù sao thế giới này sư đạo nghiêm khắc lão sư không cho truyền ra ngoài thì không thể truyền ra ngoài bọn họ cũng không thể nói cái gì xem như là lý do hay nhất ách mỗi một thuần thú sư đều có bí pháp của mình không muốn truyền ra ngoài chúng ta cũng sẽ không hỏi thăm chuyện chúng ta muốn nhờ không phải là chuyện này nghe hắn nói như thế phong đường chủ lắc đầu thuần thú sư và luyện đan sư giống nhau luyện đan có các loại thủ pháp thuần thú cũng thế lại nói mỗi người khí chất công pháp tu luyện đều không giống nhau cho dù học được thủ đoạn của đối phương có lúc cũng không dùng được cùng với mở miệng đắc tội một vị thuần thú sư còn không bằng không nói không phải cái này trương huyền nghĩ tới điều gì vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua lẽ nào ba vị cũng mắc phải căn bệnh không trị được cũng muốn để cho ta trị một chút sẽ không phải cũng giống như khiếu thiên thú buổi tối ngủ không yên thật sự không được có thể thử phương pháp của Thanh Dương Tông Sư. Khủ khủ, nghe hắn nói như thế, đám người phong đường chủ thiếu chút nữa bị sặc nước bọt. Bọn họ chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, trên trán đầy vạch đen. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Chúng ta nói có chuyện muốn nhờ ngươi, cho ngươi lại nói một hồi, chúng ta sợ rằng phải đổi thành thái giám. Là như vậy, rất sợ hắn nói tiếp, khi tiết tuổi già khó giữ được, phong đường chủ liền vội vàng cắt ngang. Thú đường giống như nghiệp đoàn luyện đan sư, có rất nhiều phân bộ. Làm thuần thú sư chính thức, nói vậy ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Xem sách xong, tất cả việc này hắn cũng đều biết rõ ràng. Thú đường cũng không phải là duy nhất, nơi đây chỉ là một phân bộ trong đó mà thôi. Thú đường này của chúng ta thuộc về phân bộ một vương quốc cấp bậc nhị đẳng, thống nhất nhận sự quản lý của Thú đường Hiên Viên Vương quốc phân bộ cũng có đẳng cấp từng tầng một tiến dần lên thú đường ở huyền lạc sơn mạch lui tới cùng mười mấy vương quốc nhị đẳng xung quanh cấp bậc ở tầng dưới cùng thiên viên vương quốc là gần phong hào vương quốc vương quốc chia ra làm phong hiệu nhất đẳng nhị đẳng không nhập lưu cũng chính là không có danh sư chấn thủ không đánh ra lên đẳng cấp thiên huyền vương quốc thuộc về cấp bậc cuối cùng bắc Vũ vương quốc nắm giữ danh sư nhất tinh chấn thủ xếp lên nhị đẳng thiên vũ vương quốc nắm giữ danh sư nhị tinh, xếp lên nhất đẳng. Về phần hiên viên vương quốc, lại nắm giữ danh sư tam tinh, có tư cách thành lập truyền tống trận cực lớn, mua bán ra các loại vật tư, vạn nước tới chiều, thực lực của một nước đang cường thịnh. Thú đường của hiên viên vương quốc cách 5 năm đều sẽ tổ chức một lần trận thi đấu thuần thú lớn, mời thú sư trẻ tuổi thuộc phân bộ đi tới so tài. Phong đường chủ tiếp tục nói. Người ở phân bộ huyền lạc sơn mạch chúng ta sát hạch trở thành thuần thú sư, là người thuộc về phân bộ chúng ta. Ta hy vọng, người có thể lấy danh nghĩa thú đường chúng ta, đi tham gia trận thi đấu lớn này. Trận thi đấu thuần thú lớn. Đúng vậy, trận thi đấu thuần thú lớn này tập hợp vô số thiên tài thuần thú sư của Vương quốc. Nếu như có thể ở trong đó một tiếng cất lên khiến người kinh ngạc, đoạt được vị trí thứ nhất, tất nhiên sẽ được thú đường coi trọng, danh tiếng của phân bộ chúng ta cũng sẽ vang xa phong đường chủ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn qua cái này không nghĩ tới đối phương thỉnh cầu là điều này trương huyền nhìn qua thi đấu vào lúc nào nếu như sát ngày hắn cũng không có thời gian hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp giải quyết kịch độc trong cơ thể sau đó sát hạch danh sư về phần thuần thú sư chỉ là tiện tay làm vì cưỡi thú miễn phí mà thôi không phải là mục tiêu của hắn nửa năm sau tại hiên viên vương thành Phong đường chủ nói: "Nửa năm sau, cái này phải xem ta có thời gian hay không đã." Trương Huyền không dám đáp ứng. Hắn cũng không muốn tùy tiện thu ít đồ, lại khiến người ta ra mặt. "Người trẻ tuổi như vậy lại đạt tới trình độ thuần thú sư nhị tinh, lại tinh thông y đạo, thủ đoạn danh sư cùng một thân, nếu thật sự tham gia, tuyệt đối sẽ một tiếng cất lên khiến người kinh ngạc." Thấy nói vài câu đối phương cũng không có hứng thú gì, phong đường chủ nhớ tới cái gì, nói: hơn nữa chỉ cần có thể ở trong đó nhận được vị trí quán quân có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh thưởng cái gì không quan trọng chủ yếu nhất là ta không có thời gian trương huyền lắc đầu thấy đối phương từ chối đám người phong đường chủ không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng chỉ có điều loại tâm tình này còn không có duy trì được bao lâu liền nghe được giọng nói của đối phương tiếp tục vang lên ai đúng rồi phần thưởng là cái gì vậy audio điện tử võ tấn bền hết chương 380